Ba mẹ ơi, buổi workshop của chúng ta sắp bắt đầu rồi thì mọi người ổn định chỗ ngồi nhé. Khoảng vài phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi workshop ạ. Ba mẹ nghe rõ được thấy tiếng không ạ? Mọi người có nghe thấy rõ không ạ? Có em ơi, chị có nghe thấy rồi nhá. Ừ, dạ vâng. Xin chào tất cả các ba mẹ. Lời đầu tiên cho phép Mỹ Duyên xin thay mặt ban tổ chức chít chít xin gửi tới toàn thể các quý phụ huynh lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn tất cả các quý phụ huynh đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia buổi workshop ngày hôm nay. Buổi workshop với chủ đề đó là kỷ luật tích cực trong gia đình cho trẻ em từ 3 tới 15 tuổi. Dành cho các phụ huynh chưa biết thì chip chip là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến online dành cho các ba mẹ có con trong độ tuổi từ 4 tới 12 tuổi. Cùng với giáo viên nước ngoài top đầu, sứ mệnh của Chip Chip là giúp cho hàng triệu trẻ em Việt Nam có thể giao tiếp thành thạo, phát âm chuẩn như người bản xứ. Và bên cạnh đấy thì Chip Chip cũng tạo ra một cái câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ tiếng Anh online, với mong muốn có thể chia sẻ các cái tài liệu tiếng Anh miễn phí này, sân chơi học thuật cho các bé, và cũng như là tổ chức một số các cái buổi workshop miễn phí dành cho các cái phụ huynh về các cái chủ đề nuôi dạy con. Và đây cũng là nơi để phụ huynh có thể là học hỏi kinh nghiệm và tích lũy từ các ba mẹ khác ở trong câu lạc bộ. Như chúng ta cũng đã biết thì gia đình là nền tảng của xã hội và là nơi trẻ em được nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách. Chính vì vậy thì việc xây dựng một cái môi trường gia đình đó là an lành, đầy yêu thương và kỷ luật tích cực là vô cùng quan trọng. Kỷ luật tích cực không chỉ giúp cho trẻ phát triển tốt về mặt tâm lý này, về nhân cách này, và mà còn phát triển tốt về cả tư duy và còn giúp cho gia đình trở nên hạnh phúc và bền vững hơn. Ba mẹ nào thì cũng muốn đó là trong gia đình thì sẽ có cái kỷ luật tích cực cho con, nhưng mà không phải là ba mẹ nào cũng làm đúng, và có đúng là ba mẹ đang thực hiện đúng cái kỷ luật tích cực hay chưa, hay là đang trừng phạt con, hay là sử dụng các cái kỷ luật tiêu cực. Vậy thì và trong các cái cuộc cãi vã hay là các cái cuộc xung đột thì cũng có rất là nhiều lúc mà ba mẹ xử sự chưa được hợp lý, và cũng như là không phân định được là mình đã làm đúng hay làm sai, và xử lý như vậy đã là đúng cái tích cực hay chưa, thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các con cũng như là tổn thương từ cả phía con
và cả phía ba mẹ. Vậy thì trong cái buổi workshop ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bản chất thật sự của cái kỷ luật tích cực gia đình này, cách để phân tích các cái hành vi, cảm xúc và suy nghĩ của trẻ, cũng như đó là có thể là áp dụng được cái phương pháp vào trong cái kỷ luật tích cực cho gia đình. Thì Chip Chip hy vọng là sau buổi workshop này thì các quý phụ huynh có thêm nhiều kiến thức và công cụ để nuôi dạy con hơn nữa. Một lần nữa là xin chân thành cảm ơn tất cả sự hiện diện của tất cả các ba mẹ, và ba mẹ hãy nán lại đến tận cuối chương trình thì sẽ có cơ hội được nhận thêm các phần quà từ Chip Chip nha. Ngay bây giờ thì không để ba mẹ phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì Chip Chip xin giới thiệu diễn giả xuất hiện trong chủ đề của buổi workshop ngày hôm nay. Trân trọng kính mời đó là Thạc sĩ Tâm lý Đại học Sư phạm Hà Nội Đỗ Minh Trang, nguyên giám đốc chuyên môn của các trung tâm tâm lý và hiện đã có hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu về điều trị tâm lý cho trẻ nhỏ và vị thành niên. Và em xin mời chị Trang bắt đầu cái buổi workshop ngày hôm nay luôn ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Duyên ạ. Lời đầu tiên thì cho tôi xin phép gửi lời chào đến toàn thể quý cha mẹ có trong cái phòng Zoom ngày hôm nay. Hy vọng rằng là cái buổi hôm nay sẽ là cái buổi thực sự có ý nghĩa với cha mẹ, và mong rằng là những cái thông tin của tôi ngày hôm nay nó thực sự giúp ích cho cha mẹ trong hành trình làm cha mẹ của chính mình. Tôi sẽ giới thiệu một chút thì sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương trình ngày hôm nay. Tôi thì là thạc sĩ tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, và công việc chính của tôi thì sẽ làm về việc đánh giá, tư vấn và tham vấn và trị liệu tâm lý cho những cái trẻ em này, vị thành niên hoặc người trưởng thành, người già đó. Và tôi thì chủ yếu làm các vấn đề liên quan đến tâm bệnh. Và rất là vui mừng vì hôm nay được Chip Chip gửi lời mời, và tôi thực sự rất là biết ơn Chip Chip cũng cho tôi cái cơ hội để có thể sẵn sàng chia sẻ cho quý các vị phụ huynh ở đây những cái thông tin có thể giúp cho chúng ta đồng hành cùng với con cái chúng ta trong suốt cuộc đời. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung của ngày hôm nay nhé. Không biết là đã nhìn thấy cái màn hình mà tôi chia sẻ chưa nhỉ? À, cô Duyên nhỉ? Thấy rồi chị ạ, em thấy rồi ạ. Vâng. Thế buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào 5 phần chính sau. Thứ nhất đó là sự phát triển của trẻ em và ở giai đoạn từ 3 đến 18 tuổi. Thứ hai đó là một số cái nhu cầu trẻ em. Phân tích cái chức năng của hành vi và mục đích của những hành vi tiêu cực ở trẻ em, và kỷ luật tích cực là gì và chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào. Rồi trước khi vào cái nội dung chính thì chúng ta sẽ xem xét về một số quan điểm như trẻ em. Thì theo như pháp luật Việt Nam thì trẻ em là dưới 16 tuổi. Nhưng mà theo cái quyền công ước quốc tế và quyền trẻ em thì là trẻ em tức là dưới 18 tuổi. Thế thì cái phát triển là gì? Phát triển là cái quá trình thay đổi của trẻ em để làm chủ các kỹ năng từ vận động, tư duy, cảm xúc xã hội trong môi trường sống, và cái mức độ của cái quá trình thay đổi này nó phải tăng dần và phức tạp. Và khi mà chúng ta xem xét cái sự phát triển của trẻ em ấy, thì chúng ta sẽ xem xét ở bốn cái khía cạnh, ví như thể chất này, nhận thức và cảm xúc xã hội. Thế thì cảm xúc xã hội thì nó còn liên quan nó khá cái sự mật thiết với nhau, và trong cái quá trình mà chúng ta làm việc buổi hôm nay thì nó sẽ thiên nhiều về cái cảm xúc xã hội. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào sự phát triển. Thứ nhất là sự phát triển của trẻ em ở giai đoạn từ từ 3 đến 6 tuổi. Thế thì giai đoạn trẻ em từ 3 đến 6 tuổi thì ở giai đoạn này trẻ chắc là chúng ta cũng đã thường hay nói đến giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 đúng không? Thế thì đây chính là cái giai đoạn này. Và ở cái giai đoạn này thì trẻ thường là lấy mình là trọng tâm và cái gì thì cũng nói không. Đó, ví như con trai thứ hai của tôi, đứa thứ hai của tôi đang là 3 tuổi chẳng hạn. Thì nói cái gì thì cũng không thích hay là gì đấy thì cũng không 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 cứ không thế này đâu, không thế kia đâu. Ý và đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là trẻ khá là bướng bỉnh, khó bảo. Ở giai đoạn này thì trẻ rất là tò mò và thích khám phá thế giới tự nhiên và xã hội, đặc biệt là thích bắt chước người khác và bắt chước rất rất nhiều. Và đôi khi đứa trẻ còn bắt chước cả những cái hành vi không phù hợp nữa. Đó, và thường là sao? Thường là để cho con làm, hoặc là con muốn làm, hoặc là có thể có một số cái phát minh gì đó theo cái cách riêng mà các bạn ấy cảm nhận.
Nhưng mà tất nhiên là khi mà làm thì thường hay gây ra khá là nhiều lỗi. Đặc biệt là ở giai đoạn này thì các bạn sẽ tăng dần khả năng chấp nhận ấm ức hơn. Tức là gì sao ở cái giai đoạn trước ấy, khi mà các bạn ấy có những cái sự kiện gì đấy chẳng hạn, hay cái chuyện gì đó chẳng hạn, thì cái việc chấp nhận nó khá là khó. Nhưng giai đoạn này cha mẹ cứ thấy có vẻ như con cũng dễ chấp nhận hơn, dễ chịu hơn một tí, đỡ hơn so với giai đoạn trước. Khi mà tôi làm việc với các cha mẹ thì cha mẹ thường hay hay mô tả cho tôi theo cái cách như vậy. Vì sao? Vì là trẻ có khả năng tự điều chỉnh tăng dần lên, và ở giai đoạn từ 3 đến 6 đứa trẻ sẽ biết nhiều hơn rất nhiều, đặc biệt về về thế giới tự nhiên và về xã hội đó, và trẻ bắt đầu học được những cái gì là đúng về mặt xã hội và biết thể hiện nó một cách phù hợp, biết như xin này, rồi ứng xử làm sao cho phù hợp này, rồi đôi khi còn biết nói cảm ơn này đó, rồi là biết chờ đợi. Và đặc biệt nữa là gì ạ? Từ giai đoạn sau 3 tuổi ấy, thì cái sự phát triển ngôn ngữ của đứa trẻ nó sẽ rất là bùng nổ. Tức là đứa trẻ nó sẽ bùng nổ về sự phát triển ngôn ngữ một cách có một cái cấu trúc này, hay có cái ý tưởng riêng này, có cái cách diễn đạt hay lập luận riêng và đưa ra cái ý kiến của đứa trẻ riêng. So với việc là ở giai đoạn trước 3 tuổi thì chúng ta hay nói gì đứa trẻ hay nói theo thế, hoặc là đứa trẻ có thể sử dụng cái mẫu câu mà chúng ta đã dạy ấy, để làm sao để sử dụng cho các tình huống xã hội. Nhưng mà khi sau 3 tuổi đến 6 tuổi thì đứa trẻ hoàn toàn khác nhá. Cái cách mà đứa trẻ thể hiện cái sự ngôn ngữ, cái thể hiện cái suy nghĩ của mình thông qua các tình huống xã hội ấy, nó sẽ rất là khác. Đó, và đứa trẻ nó sẽ sao? Đứa trẻ nó có sự tích hợp bởi nhiều cái kênh khác nhau thông qua trải nghiệm dưới 3 tuổi, và ở cái giai đoạn đấy việc đứa trẻ nó tiếp cận với các môi trường học đường khác nhau, hay cái bối cảnh mà cha mẹ dạy dỗ, hoặc các tình huống xã hội thì sao? Thì đứa trẻ nó sao? Đứa trẻ nó sẽ thể học được này và thể hiện là đôi khi phù hợp với mặt xã hội càng ngày càng nhiều. Ý, nên đôi khi là sao chúng ta sẽ thấy là cháu lại ngoan hơn rất là nhiều, hiểu chuyện hơn, biết hơn nhiều. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta hay hay nhận xét về đứa trẻ. Đó, và hai nữa là gì? Cái việc phát triển ngôn ngữ đứa trẻ nó sẽ thể hiện rất là nhiều về mặt tư duy của đứa trẻ, cái cách đứa trẻ giải quyết vấn đề, cách thức đứa trẻ tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin. Và sao? Và đứa trẻ nó có thể sao? Về mặt ngôn ngữ ấy, đứa trẻ nó có thể diễn đạt một cách rất là dài với nhiều một hai ý khác nhau đó. Và sao cái giai đoạn từ 3 đến 6 là cái sự phát triển về ngôn ngữ là rất là quan trọng, và đứa trẻ sẽ bắt đầu nhận thức được giới tính của mình. Vì như mà con là con trai con gái, rồi tóc ngắn tóc dài hay như nào đấy, mặc váy hay mặc quần chẳng hạn, có thể nói được, hoặc có thể nói ra được người nhà bố mẹ là con trai hay con gái đó, rồi đôi khi mẹ mặc váy thì là con gái đó. Các bạn có thể nói ra những cái điều đấy. Bên cạnh đấy nữa là gì? Cái việc đó là các bạn khả năng chơi, chơi tưởng tượng và xã hội phát triển rất mạnh mẽ. Tức là đôi khi các bạn ấy sẽ làm sao giống kiểu là một cái bạn ở trong tưởng tượng ấy. Một cái bạn trong tưởng tượng này, đứa trẻ nó tưởng tượng ra cái hình mẫu khác nhau, để cái hình tượng chơi khác nhau ý, và đứa trẻ nó chơi tưởng tượng rất là nhiều, và đứa trẻ nó có thể làm sao, và đôi khi chúng ta còn không biết đứa trẻ đang nói thật hay là nói về cái bạn tưởng tượng đấy cơ. Vì sao? Vì chúng ta hỏi một cái tình huống ở trường ấy, đôi khi là chúng ta không không thấy nó xuất hiện, hoặc cô giáo bảo là có cái này nhưng mà không có cái đấy đâu chị ạ. Đó, thế thì chúng ta sẽ phải xem xét cái việc là có phải đứa trẻ nói dối không, là không nhá. Đứa trẻ sẽ là sao? Ở cái giai đoạn này sẽ khó cái việc là đứa trẻ sẽ phân biệt được đâu là cái người bạn thực tế, đâu là cái người bạn trong tưởng tượng, và đôi khi đứa trẻ sẽ hay nói về các tình huống tưởng tượng hơn nhiều. Nên là ở cái giai đoạn này cha mẹ hết sức chú ý nhá. Và đôi khi đứa trẻ nó thêm nếm một số cái tình tiết, hay thêm nếm một số cái câu chuyện ở trong cái quá trình mà đứa trẻ kể cho chúng ta về mọi thứ ấy, thì chưa không phải là đứa trẻ nói dối hay đứa trẻ kiểu như một cái gì đó nó không phù hợp đâu. Đó, mà sao ở cái giai đoạn này khả năng chơi tưởng tượng và sự phát triển về tư duy rất là mạnh mẽ, và tư duy xã hội nhé, để sao phát triển các kỹ năng chơi ứng xử với các tình huống xã hội rất rất là mạnh mẽ. Nên đôi khi có rất là nhiều phụ huynh nói rằng họ càng ngày càng khôn, nó khôn lắm của đó ý, thì thường là như vậy. Và quan trọng nữa là gì, ở cái giai đoạn 5 tuổi nhé, là một cái giai đoạn mà sao trẻ rất nhạy cảm với việc bị trừng phạt khi mắc lỗi đó, và ở cái giai đoạn này nhá, nó là giống như một cái giai đoạn khủng hoảng nữa ý. Và sao và đầu 5 tuổi nó chỉ là cái chớm của cái giai đoạn khủng hoảng này thôi. Và khi mà con cái chúng ta ở giai đoạn 5 tuổi này, tức là chúng ta sẽ bắt đầu còn làm quen với tiền học đường đúng không đó, và tiền tiểu học, và chuẩn bị cho giai đoạn vào vào lớp 1 ấy đó, thì sao thì đứa trẻ nó sẽ vô cùng nhạy cảm việc mắc lỗi đó. Cộng với việc đó là gì, giai đoạn này đứa trẻ phải thích nghi với trường học. Đó, giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi nhá, thích nghi trường học. Nên cái việc bị nhắc này, bị đánh giá, bị chê bai hay bị phê phán hay liên tiếp làm không tốt.
Đấy, ví dụ như đứa trẻ nó khó khăn trong việc viết các nét, ví dụ như nét móc, nét cong, nét các thứ này đúng ngô ly chẳng hạn, hoặc là kiểu như phải phải tròn vẹn một tí chẳng hạn, hay là để trông ngon nó phải đẹp đẹp một tí chẳng hạn ấy. Thì có thể bị nhắc nhở các thứ này kia đấy, và đứa trẻ này có xu hướng giống như kiểu bị phạt đấy. Thế thì ở cái giai đoạn này nhá, thì rất rất nhạy cảm với việc mắc lỗi, và như vậy ấy, thì đứa trẻ sẽ rất là thu mình và cảm thấy không được an toàn, có thể giảm hứng thú, giảm được cơ học tập, và thậm chí có những bạn mà không đi học cơ, không muốn đi học cơ. Một cách đây 2 tuần thì tôi cũng mới khá một cái bạn như thế, và từ chối việc học, và cứ khó một cái tình huống mới là bạn sẽ né tránh và từ chối luôn và khóc đó. Vậy là gì, ở cái giai đoạn này ấy, chấp nhận cái việc trẻ mắc lỗi là chuyện hết sức bình thường, và coi cái việc mắc lỗi đấy là một cái cơ hội để trẻ học được. Thứ hai nữa là gì, trong quá trình mà chúng ta nói về cái lỗi của đứa trẻ thì chúng ta sao không đồng nhất cái hành vi mắc lỗi với tính cách của con người của đứa trẻ. À, ví dụ như một số bạn bảo là, một số cha mẹ bảo là cái gì cũng làm hỏng, cái con bút chì chẳng hạn, con một tí thì gãy cất cái đầu bút chì chẳng hạn đó, xong rồi viết thì đâu viết không tốt, mẹ uốn nắn mãi, xong rồi đấy cái gì cũng hỏng thế chẳng hạn, hoặc là đấy thì nó luôn gán đứa trẻ một cái hình tượng gì đó rất là mang tính chất tính cách của con người của đứa trẻ. Thì chúng ta hạn chế tối đa giai đoạn này, vì sao, vì cái sự nhạy cảm với cái việc bị trừng phạt ấy nó vô cùng lớn. À, rồi cái chức năng của đứa trẻ cũng sẽ được củng cố nhá, tức là gì, đứa trẻ nó sẽ làm sao cái chức năng thích nghi của đứa trẻ nó sẽ tăng lên rất là nhiều, và sao, và đứa trẻ nó sẽ thích ứng dần với bối cảnh đấy, đặc biệt là các bạn vào lớp 1 sau đó thích ứng dần lên lớp 1, có thể rất là khó khăn trong việc học này, khi mà vượt qua lớp 1 sẽ lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, mọi thứ sẽ rất là nhanh để thích nghi, trừ những cái bạn có những khó khăn rồi nhá. Thì trong cái bài hôm nay thì tôi sẽ không mô tả về những cái trường hợp khó khăn, tức là có những cái khó khăn về rối loạn phát triển ấy. Nhưng mà nếu như mà một cái đứa trẻ phát triển bình thường ấy, thì cái chức năng về thích nghi sẽ được củng cố, và khả năng thích nghi đứa trẻ nó sẽ rất là linh hoạt đó. Và đặc biệt ở cái giai đoạn này nhé, 6 12 tuổi bố mẹ sẽ thấy này, từ lớp 1 đến lớp 5 đúng không, thì con mình rất chăm chỉ học, rất nghe lời bố mẹ, và vô và sao rất rất là chủ động trong việc giúp đỡ việc nhà rồi các việc nọ kia ấy đó. Ý, và đôi khi thì mình sẽ thấy là wow, mình sẽ cảm thấy rất là tự hào về bạn đấy, và cảm thấy wow, rất là tuyệt vời, bạn rất là chủ động trong việc học luôn đó. Vậy thì sẽ liên quan đến cái việc đó là gì, đứa trẻ sẽ có xu hướng là muốn làm vừa lòng hoặc đáp ứng những cái yêu cầu, cái kỳ vọng của cha mẹ. Nên là gì, nếu như mà ở cái giai đoạn này nhá, mà đứa trẻ nó không thể đạt được những cái kỳ vọng của người lớn mong muốn, tức là làm bài tập mà không được cô giáo khen chẳng hạn, hay là không đủ tốt để được khen chẳng hạn đấy, hoặc là không được bố mẹ thưởng hay là gì đó chẳng hạn, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là buồn, hoặc là khi mà nói việc là không được cô khen hay là không được 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 kiểu bố mẹ thưởng chẳng hạn, thì các bạn sẽ hoặc là được khen thôi chẳng hạn, thì bạn sẽ cảm thấy rất là buồn đó, và sẽ cảm thấy tự ti. Nên là ở những cái giai đoạn này nhé, chúng ta sẽ cần phải sẽ nâng đỡ và khuyến khích đứa trẻ, và chú ý những cái yếu tố liên quan kỳ vọng của người lớn, và cái khả năng tự kiểm soát cảm xúc và sẽ ít gây gổ hơn rất là nhiều. Nói chung là cái giai đoạn 6 đến 12 tuổi mình sẽ thấy khá là nhẹ nhàng. Rồi những cái kỹ năng về tổ chức sắp xếp thực hiện các hoạt động học và chơi cũng rất là tốt hơn. Ví dụ như sắp xếp với việc đó là gì, chủ động soạn sách vở, biết hôm nay có những môn gì, nhặt đồ dùng, rồi sắp xếp cái hộp bút của mình, hay là giường, hay là tủ quần áo đó, rồi học chơi cái gì làm trước cái gì làm sau. Rồi có những bạn bảo thôi con phải làm xong cái này đã rồi con mới chơi, ví dụ là một số bài tập cô giáo giao chẳng hạn, mẹ bảo thôi hôm nay cuối tuần cứ chơi đi, nhưng mà đứa trẻ bảo không, con phải làm xong rồi con mới chơi đó. Thì các bạn đều biết cái khả năng tổ chức sắp xếp và biết cái gì cần làm đó, và biết làm sao biết ok tôi sẽ phải cân đối giữa việc học và việc chơi đó. Và kỹ năng xã hội của trẻ bắt đầu phát triển nhé, và sao, và cái quan hệ bạn bè ở giai đoạn này cũng khá là quan trọng. Và ở giai đoạn này thì các bạn sẽ phân biệt rõ được cuộc sống chung và cuộc sống riêng nhé, tức là bắt đầu có bí mật rồi đấy, nên là chúng ta sẽ phải chú ý một tí xíu đó. Đôi lúc là đứa trẻ sẽ có những cái bí mật mà chúng ta sẽ rất là bất ngờ, và đôi lúc là sẽ có những cái bí mật bởi đứa trẻ là sao nó không sẵn sàng chia sẻ ấy. Có rất là nhiều bạn thì khi mà tôi làm việc ấy, thì có cái dấu hiệu trầm cảm từ lúc lúc ba lúc lớp 3 ấy. Đó, ý có rất nhiều bạn có những cái vấn đề khác nữa, nên là có bí mật là cái sự phát triển làm sao hoàn toàn bình thường, nhưng cái việc mà chúng ta biết được điều gì đang xảy ra với con cái chúng ta mà vẫn bảo tôn trọng ấy, là cái mà chúng ta lưu ý.
rồi trẻ nhận thức được cả người nào là người có quyền lực đối với mình, tức là bố mẹ mình và thầy cô mình thôi, không phải ai có thể và sư khiến được trẻ nữa. Rồi là ý là bố tao không cho tao đi chơi đâu, ví dụ như thế chẳng hạn, một bạn lớp 3, lớp 4 bảo rủ đấy chẳng hạn, ui mẹ tao không đồng ý đâu, mẹ tao không cho cái đấy đâu. Hoặc là một số bạn mà rủ ngày mai nhớ mang tiền đi để tao mày mua 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 kẹo ở cổng trường ấy đấy, không đâu mẹ tao phát hiện ra là chết đó. Rất nhiều bạn như vậy đó. Và ở giai đoạn này nhá, cái đặc điểm nhân cách của đứa trẻ bắt đầu hình thành nhá. Nói chung là đây là một cái giai đoạn khá an toàn, thì chúng ta chỉ cần lưu ý một số cái. Thứ nhất là yếu tố về thích nghi và cái giai đoạn đầu đầu tiểu học thôi. Rồi cái giai đoạn phát triển cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Thứ nhất đó là sự thay đổi về hormone. Thì đây là một cái sự thay đổi vô cùng lớn về mặt thể chất của đứa trẻ. Sự thay đổi hormone thì nó cũng chính là thuộc yếu tố về thể chất thôi nhá. Và cái sự thay đổi hormone này này, sự thay đổi cơ thể này, sự thay đổi mọi thứ của đứa trẻ, nó sẽ thay đổi tâm trạng của đứa trẻ. Và do cái cảm xúc của đứa trẻ, tâm trạng của đứa trẻ nó sẽ nhạy cảm hơn rất là nhiều. Gọi x5, x10 hay x100 ấy. Còn có những bạn còn còn cái thay đổi tâm trạng nó còn còn nhiều hơn và nhạy cảm vô cùng nhạy cảm đó. Hai nữa là gì, đứa trẻ sẽ rất dễ nổi giận bất ngờ ấy, nhưng mà rất dễ nhiệt tình, nhưng mà cũng rất dễ chán nản đó. Và sự phát triển về mặt đạo đức xã hội ấy, tức là bạn bè giai đoạn này ấy, thì sao thì quan trọng hơn nhiều rồi, và chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả bố mẹ cơ. Đôi khi là sao bố mẹ còn không bảo được cơ, nhưng bạn bè thì tác động vào thì lại ok đấy. Có một số phụ huynh mà tôi làm việc thì chia sẻ rằng là em cứ phải nhờ bạn thân của nó, lắm lúc em cứ phải nhắn tin riêng, rồi thậm chí em phải gọi riêng ra đấy, lắm lúc em cứ phải gọi điện mà phải giấu giếm để làm sao để nhờ bạn nói chuyện hộ ở bác ạ đó. Thế nên vì sao, vì các bạn không có nghe lời bố mẹ định hướng rất khó, nhưng mà bạn bè tác động các thứ này kia thì lại thấy ổn ngay đó. Và quan trọng nữa là gì, đứa trẻ tách dần gia đình về mặt cảm xúc. Nên là gì, ở giai đoạn này nhá, tách dần gia đình về mặt cảm xúc nhá, chúng ta lưu ý cho bác cái này, đó là gì, đứa trẻ sẽ đôi khi những cha mẹ bảo ôi giờ này nó xa cách, nó về toàn đóng cửa lên phòng thôi, thậm chí là ăn thế nói một hai câu cha trò chuyện gì, lắm lúc mẹ lại gần muốn nói chuyện, hoặc là muốn muốn nói chuyện, hoặc là muốn muốn ôm ấy thì toàn né tránh. Và có một vài cha mẹ thì tôi có làm việc thì họ cảm thấy rất là buồn và đau khổ với cái việc này đấy. Nhưng mà đây là một cái sự phát triển làm sao là bình thường của đứa trẻ. Nhưng mà nếu như mà cái sự tách dần gia đình về mặt cảm xúc của đứa trẻ mà khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó xa cách ấy, hoặc mâu thuẫn ấy, thì lại là vấn đề nhá. Còn đâu đứa trẻ nó sẽ quan tâm bạn bè nhiều hơn, quan tâm đến xã hội nhiều hơn, quan tâm việc là cái gọi là cái giá trị cá nhân ấy, được khẳng định nhiều hơn bởi mối quan hệ xã hội đó. Và đứa trẻ bắt đầu hình thành cái sự phát triển nhân cách, hình thành mình là ai, mình như thế nào, bản sắc của mình ra sao, màu sắc của mình như thế nào, thì đứa trẻ nó sẽ quan tâm đến cái gì, yếu tố xã hội nhiều hơn đó. Và đứa trẻ nó sẽ giảm dần cái sự kết nối với cha mẹ, và giảm dần cái sự gắn kết giống như trước. Cái giai đoạn trước thì cái gì cũng mẹ, cái gì cũng bố, đi đâu cũng phải có bố có mẹ, hoặc là nếu mà bạn bè chơi thì cũng được, nếu như mà chơi tốt thì là càng tốt, mà nếu chơi bình thường thì cũng không có sao lắm. Thế nhưng mà nên cái giai đoạn này nếu mà không có bạn, hoặc là khó khăn trong việc chơi với bạn, thì đó là cả một cái vấn đề. Rồi trẻ có thể ương bướng nổi loạn chống đối, nói chung là rất cá tính, thể hiện cá tính của mình, rồi thể hiện bản thân, nhu cầu được độc lập tự lập, nói chung là rất rõ ràng. Nhiều bạn còn là sao, còn khẳng định chủ quyền cơ đó, nhiều bạn còn rất là kiên quyết cơ, rõ ràng cơ đó. Rồi đôi khi các bạn ấy, có một số bạn thế đeo khuyên tai, hình những cái hình vậy như là đầu lâu xương chéo gì đấy chẳng hạn. Như tôi có một cái phụ huynh gần đây nhất, tôi đang điều trị trầm cảm, bảo với bác là bây giờ nó đi học nó cứ đeo mấy cái khuyên tai đầu lâu xương chéo, rồi những cái hình thù nó kỳ dị mà em bảo con không được. Và càng nói thì bạn ấy càng làm cái việc đó, bạn ấy càng đeo và bạn ấy càng làm cái càng càng đeo những cái hình hình thù như vậy hơn. Và tóc của bạn thì bạn ấy cắt theo một cái kiểu rất là ấy, và thầy cô thì coi Em bạn ơi, ấy em ngắt giống lời một chút, em xin lỗi. À, em nghe nó không không được rõ lắm ý, nó hơi bị yeah. bé, với lại lâu lâu nó hơi bị rè một chút chị ạ. Vâng, để xem lại đi. Ừ, được rồi, để chị bật loa to đây. Vâng. Ừ, nghe được chưa?
Em vẫn nghe được rồi, nhưng mà lâu lâu chắc là do cái tiếng mic ấy, nó vẫn bị rè rè một tí chị ạ. Ok, rồi để chị chú ý Vâng. hơn. Thế thì ở giai đoạn này thì các bạn sẽ có nhu cầu khẳng định cá tính của mình và bản thân rất là nhiều và mạnh mẽ nhá. Thế tức là trẻ thích kiểm soát hơn là bị kiểm soát. Tức là bạn ấy thích kiểm soát mọi thứ hơn là bị chúng ta kiểm soát. Chính vì như vậy nên cái việc là dễ va chạm này, xung đột với người lớn. Và cái xung đột ở cái giai đoạn này nó cũng sẽ rất là khác. Và đôi khi có rất là nhiều cái mâu thuẫn rất lớn. Và ở cái giai đoạn này thì giai đoạn mà cha mẹ rất rất vất vả trong việc đó là gì, định hướng cho con cái của mình. Và nhưng mà tất nhiên ở cái thời kỳ này thì bọn trẻ nó cũng dễ hành động lắm và cũng dám chấp nhận rủi ro. Dễ mắc lỗi nhưng mà cũng học được rất nhiều trải nghiệm nhé. Nên như các bạn ấy học những cái trải nghiệm rằng là nếu mà con làm như này chẳng hạn thì con sẽ không được bị thế kia, nhưng con thấy là con cũng được cái này được cái kia đó, vậy là các bạn ấy sao dám dám hành động, dám chấp nhận rủi ro, dễ mắc lỗi nhưng mà cũng học được nhiều bài học từ đây đó. Thế thì trong cái kỷ luật tích cực nó chính là việc của chúng ta thiết kế những cái gọi là hệ quả logic để đứa trẻ học được. Thì trong cái hệ quả tích, trong cái kỷ luật tích cực nó sẽ có cái này rồi. Bên cạnh đấy nữa là trẻ rất muốn được tin tưởng nhá, tức là gì, chúng ta sẽ phải rất rất tin tưởng trẻ và cho trẻ cái niềm tin rằng chúng ta luôn luôn tin tưởng các bạn đó, để sao để các bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Và hai nữa là gì, với bạn bè thì các bạn đánh giá rất cao tinh thần trung thành tận tụy và sự hy sinh vì bạn bè đó, nên đôi lúc là những cái bạn này cũng hy sinh vì các bạn lắm. Rồi một số nhu cầu của trẻ. Thế thì tại sao cái nhu cầu này lại quan trọng? Thế thì ngoài cái nhu cầu về được sống, được ăn, được ngủ, rồi các thứ ra, thì cái nhu cầu được an toàn, nhu cầu được sao, được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, được thông cảm và khẳng định bản thân, tức là bản thân mình có giá trị, nó rất là quan trọng. Và ngoài cái việc là chúng ta cho đứa trẻ một cái bối cảnh đó là cái nhu cầu về sinh học ấy. Đấy, được nhà đẹp để ở, nhà sạch để ở này, đồ ăn ngon để ăn này, điều kiện tốt này. Đó thì ngoài ra thì đứa trẻ còn có những nhu cầu khác nữa. Nhu cầu được an toàn này, được yêu thương, được tôn trọng, hiểu, thông cảm và có giá trị, tức là đứa trẻ có nhu cầu khẳng định giá trị bản thân. Thế thì để trẻ cảm nhận được cái giá trị này, tức là trẻ cảm nhận được giá trị là tôi có được yêu thương hay không, tôi có cảm thấy an toàn hay không, tôi có cảm thấy được tôn trọng hay không, được hiểu, được thông cảm và cảm thấy mình có giá trị hay không, thì nó phụ thuộc vào gì? Vào thái độ hành vi của cha mẹ làm trong cái hành trình mà chúng ta nuôi dạy con cái. Đó, tức là gì, để trẻ cảm thấy an toàn ấy, thì chúng ta sẽ làm sao an toàn là yêu thương, thì chúng ta sẽ làm sao không có đánh giá phán xét này, chấp nhận lỗi sai này, tạo tình huống để cho đứa trẻ học hỏi này, đấy, rồi luôn luôn tôn trọng đứa trẻ này, cái gì là cái nguyên tắc, cái gì là không cái nguyên tắc này đó. Vậy là gì, để đứa trẻ cảm nhận được cái này ấy, thì cái thái độ hành vi của cha mẹ nó rất quan trọng, và cái thái độ hành vi của cha mẹ nó sẽ phải bắt nguồn từ gì, từ giai đoạn mà từ nhỏ cho đến khi lớn lên đó. Và những cái cha mẹ ví dụ như là khi mà tôi trị liệu cho một số cái bạn trầm cảm chẳng hạn, bạn nói rằng là con không cảm thấy được có giá trị, tức là luôn tôi bạn luôn cảm thấy mình vô dụng ấy, không cảm thấy nhận được cái điều đấy. Thế thì khi mà cha mẹ thay đổi thì cái cơ hội kết nối mối quan hệ ông có không, có, nhưng mà nó sẽ làm sao, nó sẽ khó khăn. Và đôi khi cái sự nó là cảm thấy có giá trị, cảm thấy được được ghi nhận ấy, được khẳng định giá trị, nó khá là thấp, nó khá là thấp, và đồng nghĩa việc là sẽ phải sử dụng rất là nhiều cách khác nhau để có thể trị liệu để thay thế cho cái niềm tin rằng là mình không có giá trị đó. Ý nên là quan tâm đến cái nhu cầu của con về an toàn, yêu thương, tôn trọng, hiểu, thông cảm, có giá trị là cái quan trọng sau cái nhu cầu sinh học nhá, là ăn uống ngủ nghỉ đó, rồi cái bối cả môi trường tốt. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra hai câu hỏi, đó là ok, tại sao trẻ này có hành vi hoặc cư xử không phù hợp? Thứ hai đó là gì? Hành vi đó nó có mối quan hệ như nào với cảm xúc và phản ứng của người lớn? Thứ nhất đó là về cái nguyên nhân, tức là tại sao mà trẻ có những cái hành vi không phù hợp. Thì chúng ta sẽ xem xét ở ba cái nhóm.
Thứ nhất là nguyên nhân từ chính bạn ấy, tức là yếu tố về sinh học ấy, tính khí này, giới tính, khó khăn học tập. Có một số bạn, bạn ấy có khó khăn học tập, ví như bạn khó khăn trong việc viết chẳng hạn, bạn viết rất chậm chẳng hạn, rồi đôi khi bạn ấy viết không đúng ô ly chẳng hạn. Thế thì cái hành vi của bạn đó là bạn ấy sẽ cứ nói đến chuyện viết là bạn ấy sẽ vậy, như là có bạn thì còn xé vở luôn cơ. Đó đó, thế thì cứ nói chuyện là đến học bài đi là bạn ấy sẽ tìm cách để trốn, rồi bạn bảo bạn ấy vậy như bạn ấy buồn ngủ lắm, rồi bạn buồn đi vệ sinh, rồi bạn ấy uể oải hôm nay con muốn đi ngủ sớm, các thứ này kia đó, để né tránh những cái việc hoặc các bạn ốm đau hoặc gặp vấn đề sức khỏe. Hai nữa là gì, cái môi trường gia đình. Môi trường gia đình ở đây sẽ liên quan trực tiếp đến phong cách làm cha mẹ, tức là cái cách mà chúng ta ứng xử với con cái. Hai nữa là gì, cái cách mà sao mà cha mẹ ứng xử với nhau trong mối quan hệ, hay là gọi là cái ứng xử của cha mẹ trong mối quan hệ trong gia đình, ví như bố và mẹ ứng xử với nhau như thế nào. Ừ. Và sao, và bố mẹ ứng xử với bạn ấy như thế nào, rồi bố mẹ ứng xử với là anh chị em của bạn ấy ra sao đó, thì sao nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Ví như đứa trẻ nó bắt chước chẳng hạn, ví như một số bạn như này, ví dụ như nói một cái trường hợp này đi, 3 tuần trước thì tôi mới làm một cái bạn về rối loạn hành vi, bạn này đang 16 tuổi. Thế thì bạn ấy có cái hành vi đó là bạn ấy bỏ học, và bạn ấy có khi mà tức giận thì bạn hay đập phá đồ đạc và đánh đánh mẹ. Thế thì khi mà hỏi ra thì là bạn ấy rất là ghét bố bạn ấy, vì bố bạn ấy từ bé đến giờ toàn đánh đánh con và đánh vợ. Và khi mà bạn ấy càng ngày càng gọi là khó bảo ấy, đó. Và được đáp ứng cái tiêu chí là chẩn đoán rối loạn hành vi ấy, và phải điều trị, thì là bạn bỏ học và càng ngày bạn không cần học nữa, và bố bạn ấy thì đã rất là nhiều lần đánh nhau với bạn ấy luôn đó. Thế thì cái hành vi mà bạn ấy học được từ trong cái cách giải quyết vấn đề, nó chính là bạn bảo là con nó chỉ có tiền, bạn là 15 tuổi đó, con sẽ tự đi làm kiếm tiền không cần đi học. Thứ hai nó là gì, con chỉ thấy có sức mạnh thì con mới có thể bảo được mọi người thôi đó. Nên là gì, những cái bạn nào chỉ cần ở trường ấy nhìn đẻ của bạn ấy, hay là nô đùa trêu cợt những cái người bạn mà xung quanh bạn ấy, thì bạn đánh ngay đó. Thế bạn nói rằng là kiểu có sức mạnh, vậy là bạn học được cái phong cách làm cha mẹ của người, phong cách của cái người bố đó đó, và bạn ứng xử, và hiện tại bây giờ bạn bảo là ờ Cái mic em nghe vẫn bị bé, nó còn bé hơn ban đầu nữa chị ạ. Hay là mình có mic khác không chị? Hoặc là dùng loa ngoài luôn cũng được chị ạ. thế à, bé lắm à. Vâng, lúc lúc em nghe được lúc không ấy, tại vì chắc là cái mic nó thu không được tốt lắm. Bỏ ra. Có nghe rõ hơn không? Duyên ơi, có nghe rõ hơn Em thấy nó cũng giống thế. không? Loa có hết cỡ rồi. Xin lỗi tất cả các cha mẹ nhé. Thôi Em nghe rõ hơn rồi đấy chị. để nói to hơn nhé. Vâng, ok, nghe rõ Có rồi thể chị nói ạ. to hơn nữa. Đó, thế thì Vâng. cái bạn đấy, bạn ấy học cái gì? Học cái cách giải quyết vấn đề của bố bạn đấy trong cái bối cảnh là giai đoạn từ thời thơ ấu đến bây giờ, và khi bạn có những cái căng thẳng về học lượng ấy, thì vì sao? Vì bạn cảm thấy kiến thức càng ngày càng khó này. Đó, thứ hai nó là gì? Bạn cảm thấy khá là chán nản vì không được là không khá là chán nản vì không được khẳng định bản thân, rồi đôi khi cô giáo cũng hay chê bạn ấy. Và khi mà ở lớp càng cao hơn, kiến thức càng khó hơn, và hai này trước đây bạn là một cái bạn gần như top đầu của các lớp thấp hơn, nhưng mà khi kiến thức càng càng cao hơn, khó hơn, thì bạn di chuyển ở một cái trường mới ấy, thì với bạn ấy là quá quá ngưỡng, quá cao, vì các bạn còn nhiều bạn giỏi hơn nữa. Chính vì vậy bạn ấy sinh ra cảm giác chán nản rồi các thứ, và gia đình của bạn ấy tác động rất là nhiều đó. Thế nên là hiện tại thì bạn đang nghỉ học, và cái phong cách làm cha mẹ nó ảnh hưởng rất lớn đến đâu sao, đến cái ứng xử của con cái và những cái hành vi không phù hợp của đứa trẻ đó. Và đôi khi chúng ta nghĩ là gì, à thôi vợ chồng cãi nhau đúng không, vợ chồng cãi nhau, nhưng mà sao nhỉ, đứa trẻ không biết là được đúng không, nhưng mà đứa trẻ nó rất là nhạy cảm, đứa trẻ rất là nhạy cảm, và đứa trẻ sao ngoài cái việc là chúng ta tác động đến đứa trẻ mang tính chất trò chuyện trực tiếp ra, thì đứa trẻ còn quan sát được cái gì, cái cách mà mối quan hệ cha mẹ với nhau. Thứ hai là gì, đứa trẻ quan sát cái cách mà cha mẹ có tôn trọng nhau hay không, có yêu thương nhau hay không, có chia sẻ hay không, có khẳng định giá trị, và có làm sao có ghi nhận nhau hay không trong các tình huống xã hội hàng ngày như này đó, chứ không chỉ là việc đó là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có con ấy,
Thì thôi, chồng mình không có thể hơi thô lỗ một chút, đôi khi là hay đánh vợ chửi con, không không sao, nhưng mình cứ nói chuyện nhẹ nhàng với con là được. Ừ. Thế thì cái trong những cái bối cảnh như vậy thì nó có gây ra những cái sự phát triển không không đúng như kỳ vọng nhé cho đứa trẻ hay không, hoàn toàn có. Ừ. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển nhân cách. À, nên là cái việc đó là gì, những cái gia đình mà ly hôn ấy nó có rất nhiều cái vấn đề, và những cái đứa trẻ mà trong cái bối cảnh ly hôn thực sự rất rất nhiều vấn đề. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ không nói sâu về cái này, nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh về cái môi trường gia đình thôi. Và không ít những cái bạn mà ảnh hưởng từ môi trường gia đình, ví dụ như tôi nói sâu hơn về cái này một tí nhé, cái này là cái mà tôi rất là muốn chúng ta hiểu ấy. Tôi đang làm việc với một cái bạn mà đang là học lớp 10. Bạn này thì hay tức là bạn ấy xem phim rất là nhiều. Rồi chơi game. Bạn nữ. Thế thì mẹ là mẹ đơn thân. Tức là mẹ ly hôn rồi đấy, mẹ ly hôn từ lúc bạn ấy 6 tuổi. Đó, và mẹ nuôi bạn đấy, và mẹ thì gần như bỏ mặc tất cả mọi thứ từ bé này cho người giúp việc. Bây giờ bạn lớn hơn, tự nấu cơm, tự đi học, tự gọi búp xe, tự làm mọi thứ đó. Nhưng mà bạn ấy, khi mà bạn ấy hiện tại bây giờ bạn phải làm việc với tôi vì sao, vì các vấn đề về trì hoãn học tập, trì hoãn các vấn đề liên quan đến hình thành các thói quen phù hợp cho bạn ấy đó. Mẹ thì sao, thì đầy đủ đáp ứng đầy đủ các yếu tố cho bạn ấy, về việc môi trường tốt này, ăn ở rồi các thứ này kia, thậm chí có những chuyến du lịch rất là tốn tiền đó. Nhưng mà khi mà mẹ mệt mỏi căng thẳng về nhà thì đôi khi những cái mà không ổn của bạn đấy, với như bạn ấy không dọn dẹp hay ăn mà không rửa bát dù là chỉ có một cái bát thôi chẳng hạn, thì bị chỉ trích rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ thì bạn ấy trong quá trình mà làm việc với tôi, bạn ấy nói với tôi rằng là mẹ con cứ nói con là sao không rửa bát đi thì con chỉ nghe là không rửa, sao không làm bài đi thì con chỉ nghe là không làm và con không làm đó. Và bạn ấy luôn luôn cảm thấy mình bị dễ bị bỏ rơi, nên là mẹ bạn ấy chỉ làm sao chỉ cần có bất kỳ một cái gì đấy thì bạn rất là sợ bị bỏ rơi đó, vì bạn thấy rằng là cái mối quan hệ giữa cha mẹ và là mối quan hệ rất là quan trọng ở những năm đầu đời ấy. Với bạn ấy nghĩ rằng là không thể nào rời bỏ được, nhưng mà thực tế thì có. Đó, bạn ấy chỉ hiểu đơn thuần đó là gì, bố bạn về nhà ông bà nội sống. Nhưng mà không có bất kỳ một cái sự kết nối về cảm xúc hay là yêu thương gì cả. Đó, nên là cái môi trường gia đình của chúng ta rất là quan trọng, và cái cách ứng xử của cha mẹ trong môi trường ấy, gia đình nó vô cùng quan trọng, cộng với cái cách mà chúng ta ứng xử trong với con cái. Đó, yếu tố thứ ba đó là yếu tố về môi trường bên ngoài, tức là những cái điều xảy ra, ví như bị bạn bè trêu chọc tẩy chay, hoặc là bị bắt nạt, hoặc là bị hiện tại bây giờ cái bắt nạt trực tuyến là rất nhiều nhá. Rồi là bị lạm dụng. Rồi vậy là gì, một hành vi không xảy ra một cách ngẫu nhiên nhá. Vậy là tất cả hành vi của đứa trẻ xuất hiện, chúng ta cần phải hiểu rằng nó không tự nhiên mình có. Và mọi hành vi thì đều có nguyên nhân, và việc của chúng ta làm cha mẹ cần phải giải thích và tìm hiểu được các nguyên nhân đó. Được không ạ? Hay là cảm xúc và ứng xử người lớn có tác động và ảnh hưởng lớn đến hành vi của trẻ. Vậy là gì, cái cảm xúc và cái phản ứng của chúng ta nó sẽ tác động rất nhiều. Lát nữa tôi sẽ phân tích. Và mọi hành vi thì đều có thay đổi và điều chỉnh được và mất đi được nhá. Đây, đây là cái tín hiệu mừng cho chúng ta, nên là gì, mọi thứ đều có thể thay đổi, điều chỉnh và mất đi được. Đó, đừng lo lắng, trừ yếu tố về gen, tức yếu tố về bẩm sinh ấy thì không được thôi. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào công thức phân tích hành vi nhá. Chúng ta sẽ có hai công thức. Thứ nhất đó là mô hình ABC. ABC ở đây tức là gì? Yếu tố về tiền đề, tức là yếu tố về môi trường trước khi hành vi xuất hiện. Hai là C, tức là hệ quả sau khi hành vi đã xuất hiện. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ như này. Ví dụ như khi mà chúng ta trẻ có cái hành vi đau bụng, kêu đau bụng chẳng hạn. Tức là khi mà bố bố mẹ bảo là bây giờ chúng ta sẽ viết bài, đến bài tập phải viết rồi đó, thì đứa trẻ nó kêu là hành vi đau bụng. Và khi mà đau bụng như vậy thì bố mẹ quan tâm hỏi han, đúng không? Ồ thế thôi, đau bụng thôi nghỉ ngơi một lúc đi, rồi tí nữa có gì thì nếu mà hết đau bụng thì học tiếp,
Thế thì vậy là gì? Hành vi nhá, nó là mũi tên màu xanh này nó sẽ được tăng lên. Vì sao? Vì sao trẻ sẽ né tránh được việc cần phải làm. Bên cạnh đấy là sao? Trẻ lại được quan tâm, được hỏi han, được thông cảm, được hợp lý hóa. Đó. Và hành vi nó sẽ bị giảm đi nếu như bị mắng ngỏ. Chứ không là tức là gì? Hành vi này nó sẽ giảm đi nếu như mà chúng ta làm sao? Nếu mà không viết thì thế nọ thế kia chẳng hạn đó. Nhưng mà tất nhiên là đấy là cái cách không phù hợp nhá, nhưng mà đang phân tích cho chúng ta hiểu thôi. Rồi tiếp theo một cái công thức thứ hai đó là công thức về CBT, tức là mô hình nhận thức hành vi. Đây thì the CBT nó chỉ đơn giản, nó là chúng ta sẽ xem là suy nghĩ, cảm xúc, hành động ấy nó có mối liên hệ gì với nhau thôi. Đây nhá, ví dụ như bây giờ cùng một cái sự kiện đó là trời mưa chẳng hạn ấy. Đấy, thế vị như tôi có nghĩ wow trời mưa thật là tuyệt vời. Mình mà ở nhà mà đắp chăn xong rồi bật quạt thì chắc là tuyệt vời lắm đó. Nhưng mà cũng là người khác, nhưng mà trời mưa thì họ có thể suy nghĩ là wow hỏng hết kế hoạch rồi, chẳng có việc gì để làm, thật là chán. Và cảm xúc của họ sẽ cảm thấy chán rồi cảm thấy mệt mỏi và họ có thể đi ngủ và chẳng muốn làm gì hết. Đó. Vậy là gì? Cái suy nghĩ, cảm xúc, hành động nó có mối liên hệ với nhau. Khi mà tôi có suy nghĩ tích cực ấy, thì tôi sẽ có cảm xúc tích cực đúng không? Và tôi sẽ có hành động tích cực. Nhưng mà ngược lại, khi mà tôi có những cái suy nghĩ tiêu cực thì cảm xúc và hành động của tôi sẽ tiêu cực. Bên cạnh đấy nữa là gì? Khi tôi nhá, có thể có một cái suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi lại hành động tích cực thì tôi có thể quay trở lại thay đổi được cái suy nghĩ và cảm xúc. Đó, vậy là gì? Khi mà chúng ta xem xét những cái vấn đề hành vi của đứa trẻ, những cái vấn đề mà đứa trẻ nói ra với chúng ta thì chúng ta có thể xem xét ở ba cái góc cạnh suy nghĩ, cảm xúc, hành động để từ đấy chúng ta phân tích được xem là điều gì khiến cho đứa trẻ có xuất hiện cái suy nghĩ đấy, điều gì khiến cho đứa trẻ nó cứ có cái hành động như vậy lặp đi lặp lại. Ví dụ như làm sao mà nó không chịu đi học bài về nhà chẳng hạn, hoặc tại sao mà cứ nói chuyện này nó sẽ cáu gắt các thứ này kia chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm sao, sẽ có cái khả năng sử dụng cái công thức này để làm sao để diễn giải về 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 cái hành vi của đứa trẻ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ nhé. Ví dụ như Loan 15 tuổi này được mời đi sinh nhật bạn. Loan trang điểm rất là đậm và mặc trang phục không phù hợp. Mẹ thấy thế thì yêu cầu Loan phải tẩy chay và tẩy trang đi và đổi trang phục khác. Nếu không mẹ sẽ cho Loan ở nhà với một cái thái độ rất là cương quyết. Thế thì khi đấy thì Loan sẽ có cái suy nghĩ đó là mình không trang điểm đậm như vậy sẽ không xinh đẹp và không được chú ý trong bữa tiệc. Mình không giống với các bạn thì mình sẽ không được chào đón. Tức là trong những buổi này các bạn sẽ xinh đẹp lộng lẫy. Còn nếu như mình bình thường theo như mẹ mình cho phép ấy, thì sao? Thì mình không có được giống như các bạn rồi mình sẽ bị các bạn xa lánh rồi không được chào đón, chả ai chú ý đến mình cả. Ý, mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn rồi cảm thấy không được yêu thương, không được tôn trọng, không được quý mến ở cái bữa tiệc này. Đấy, rồi cảm thấy buồn và cảm thấy lo lắng. Đấy, và mẹ thì đang rất cương quyết, nếu mà ấy thì không cho đi và nếu như ăn mặc theo cái cách mẹ muốn thì rất rất lo lắng. Và khi đấy bạn đã khóc òa lên và hét lớn lên nói rằng mẹ chỉ biết cái gì, con làm gì mà kệ con. Đấy. Và mẹ tưởng là con thích cái việc đấy lắm à. Đó. Thế thì vậy là gì sao trong cái bối cảnh này thì chúng ta sẽ được rằng là cái suy nghĩ được kích hoạt bởi cái niềm tin cốt lõi về bản thân đứa trẻ cảm thấy mình không được yêu thương này, không được không sao không được tôn trọng này, không sao không có giá trị. Đó nên là đấy là chính là cách mà đứa trẻ làm sao giúp cho mình hòa nhập với cái nhóm đấy tốt hơn và được chú ý hơn, để được quan tâm hơn, để được ghi nhận hơn. Ừ. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cái hành vi vẽ trang điểm đậm hơn so với lứa tuổi của đứa trẻ ấy. Trang điểm giống như một người trưởng thành ấy là không phù hợp đúng không? Không phù hợp. Đó. Rồi thế thì suy cho cùng ấy thì trẻ em ấy làm gì thì cũng chỉ có bốn chức năng thôi. Thứ nhất đó là thu hút sự chú ý. Ừ, tức là gì sao? Đứa trẻ nó hay làm trò hề rồi gây cười các thứ ấy. Đấy, thu hút chú ý để làm sao để được sự chú ý. Và khi mà người lớn này cảm xúc và phản ứng của người lớn này, người lớn sẽ cảm thấy rất khó chịu, bực tức. Vì đôi khi cảm thấy rất là buồn cười vì cảm thấy trẻ rất là nghịch ngợm các thứ. Rồi là và nhắc rất nhiều lần. Chúng ta sẽ nhắc rất nhiều lần, thậm chí dỗ và thôi thôi để yên hay để cho mẹ nói chuyện. Đó, nhưng mà đứa trẻ vẫn sẽ nghịch ngợm bên cạnh và làm phiền chúng ta để chúng ta không nói chuyện được với ai đó chẳng hạn. Đó, đấy là ví dụ một cái bạn. Đó, thế thì cái việc nhắc nhở đấy nó chỉ làm cho cái hành vi đấy gọi là tạm thời thôi, dừng tạm thời thôi. Đó, và càng như vậy thì hành vi càng tăng lên. Thế thì nhưng mà cái vấn đề ở đây nó là gì? Với những cái bạn mà luôn luôn thu hút sự chú ý từ cha mẹ ấy, thì cái suy nghĩ sai lệch của đứa trẻ mới là cái mình cần quan tâm đến này. Thứ nhất đó là gì? Đứa trẻ sẽ cảm thấy là thấy quan trọng khi được quan tâm và được chú ý từ cha mẹ hoặc người khác. Hai đó là gì? Khi ở lớn hơn á, ở tuổi lớn hơn, trẻ có những hành vi này với bạn nhiều hơn, tức là thu hút sự chú ý của bạn nhiều hơn. Ừ.
Hành vi thứ hai, chức năng hành vi thứ hai đó là gì? Thể hiện quyền lực, với như là những cái hành vi về hung hăng ấy, đánh nhau, trêu người, thách thức, không nghe lời, không hợp tác, bướng bỉnh, chống đối, kháng cự ấy, đấy, thách thức quyền lực. Ví dụ như đơn giản như ngày xưa giáo viên ấy, mình đi học ấy, chắc chắn là các cha mẹ đã có từng đi trải nghiệm rồi, sẽ có một vài bạn hơi hơi bướng, chống đối mà tí chẳng hạn, đôi khi các bạn ấy cãi luôn trên lớp, và cô giáo càng chỉ trích, càng phạt bạn ấy, thì bạn lại càng tăng cái hành vi đấy lên đó, vì bạn cảm thấy xấu hổ, bạn thách thức quyền lực, bạn cảm thấy tức giận cả đó, và bạn thách thức luôn cả cô giáo cơ. Ai rồi còn một số bạn ấy như này, thách thức lại bố mẹ, và đôi khi lại bị ăn đòn nhiều hơn. Đó, có rất nhiều bạn này. Đúng, nhiều đôi khi bố mẹ bảo à dám cãi à, đó dám cãi à, xong rồi thêm vài cái bạt tai nữa chẳng hạn đó. À, thế thì khi khi đứa trẻ nó có cái khẳng định quyền lực hay thể hiện quyền lực thì thường cha mẹ cảm thấy rất tức giận, và cảm thấy như kiểu mình đang bị thách thức, mình cảm thấy tức giận, và tức giận như vậy thường mình có xu hướng nó là phản công lại hoặc là trừng phạt mạnh mẽ hơn đứa trẻ, tức là cho một trận mạnh hơn đó. Và đôi khi thì nếu như đây có những cái cha mẹ mà tôi làm việc thì bảo cũng phạt viết các kiểu rồi không thấy ăn thua, mà bây giờ đang phải chịu thua, nên là thôi đứa trẻ càng bùng nổ hành vi đó. Nhưng mà cha mẹ cũng không thể thể để dừng cái việc chỉ trích hoặc đánh con được nữa đó, vì họ cảm thấy là không có hiệu quả mà ảnh hưởng nhiều hơn đấy, họ cảm thấy bế tắc ấy, nên là họ ở phương án đó là chịu thua. Ừ. Thế thì như này thường là trẻ sẽ như này, trẻ sẽ cố gắng để khám phá xem mình mạnh đến mức nào. Mình có quyền lực thì mình sẽ trở thành người quan trọng. Đấy, mình có thể điều khiển được và mình có thể làm những cái điều mình muốn. Đó. Ý nên là những cái bạn vi phạm nội quy rồi thách thức cha mẹ, khó bảo hay trêu người rồi làm những cái việc mà khiến cho bố mẹ kiểu tức ơi là tức lên rồi. Đó, và bạn vẫn cứ như gọi là nhiều cha mẹ nói với tôi là nó cứ nhơn nhơn ra hai bác ạ. Đó, nói những câu như thế thì sao? thì sao các bạn rất khoái chí. Đó, khẳng định quyền lực. Rồi, tiếp đến là những cái mục đích của hành vi trả đũa, tức là làm tổn thương ai đó. Ừ, ví như là bị tổn thương chẳng hạn thì sao? Sẽ có cái xu hướng làm tổn thương lại ai đó. Ừ. Ví dụ như là có một số bạn ấy bị tổn thương đó, và sao và trả đũa lại đấy, nó giống như một cái trạng thái trả 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 đũa hay trả thù lại. Ừ. Và thế thì cái niềm tin sai lệch của các bạn nó chính là việc nó là mình cảm thấy bị tổn thương vì không được yêu quý, không được đối xử tôn trọng và công bằng, bị trừng phạt, mình phải đáp trả đó. Rồi một cái chức năng cuối cùng đó là thể hiện sự không thích hợp, tức là tôi thấy không phù hợp với tôi không thích nó, tôi không muốn làm nó, tôi không có gì phải cố gắng cả. Tôi không không có muốn làm, không không có nhu cầu đó. Và có những bạn thì thể hiện cái này bằng việc đó là có những bạn nhá thì từ chối luôn đấy, không làm hoặc làm cho có, làm cho xong hoặc bỏ cuộc. Có những bạn thì trốn tránh hoặc bỏ học hoặc là tìm lối thoát bằng cái việc nghiện rượu, ma túy hoặc là nghiện game đó. Thế có và khi mà những cái bạn có những cái thể hiện cái sự không thích hợp này thì thường là sao, bạn ấy sẽ có suy nghĩ đó là mình cảm thấy không thể làm được, nhiệm vụ quá cao so với khả năng của mình ấy, rồi thấy nhiệm vụ quá sức so với khả năng và kỳ vọng của cha mẹ, nên là né tránh thất bại, tức là sợ cái cảm giác bị thất bại đó, nên là bạn sẽ có suy nghĩ rằng là mình không làm được luôn, và cái xu hướng đó là gì sao, là xu hướng né tránh ngay hoặc là bị sa đọa vào một cái gì đó, bị như nghiện game hoặc là rượu ma túy hoặc là một số cái thứ khác chẳng hạn đó. Ok, trừng phạt là gì? Trừng phạt là biện pháp mà cha mẹ làm với trẻ em nhằm thay đổi hành vi tiêu cực ở trẻ đó, và nó sẽ có các hình thức thể chất và tinh thần. Thế thì bạo lực nhá. Nhầm, trừng phạt. Xin lỗi. Trừng phạt thì nó có gây hại đến trẻ không? Có. Đây, mức độ ảnh hưởng nó sẽ tùy thuộc vào mức độ nhẹ đến nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Được, có rất nhiều cha mẹ như này. Em không đánh con bao giờ. Wow, tốt quá. Ấy, nhưng mà hễ mà có cái chuyện gì đó thì nói giảng giải rất nhiều. Đấy, các bạn nói rằng là mẹ con triết lý kinh khủng, nói nhiều khủng khiếp. Đấy, thì đấy cũng là một trong cái hình thức của gì, của trừng phạt tinh thần. Ừ. Rồi, kỷ luật tích cực là gì? Thứ nhất, kỷ luật tích cực nó sẽ có 5 cái thôi: hệ quả tự nhiên và logic.
hình thành và thiết lập nề nếp kỷ luật trong gia đình, thời gian tạm lắng và lắng nghe tích cực và khích lệ và khen thưởng. Rồi, thế kỷ luật tích cực là gì? Kỷ luật tích cực là thiết lập giới hạn phù hợp, đưa ra những cái chỉ dẫn, hiệu quả, và sao và duy trì được mối quan hệ tôn trọng và ấm áp. Tức là gì? Chúng ta có thể giáo dục đứa trẻ mọi thứ đó, và sao đưa ra cho đứa trẻ những cái chỉ dẫn mà chúng ta mong muốn, chúng ta thấy nó là tốt, là phù hợp cho đứa trẻ đó, mà vẫn tôn trọng đứa trẻ, vẫn ấm áp với đứa trẻ, và đứa trẻ vẫn sẽ cảm thấy yêu thương với chúng ta. Đấy, đấy gọi là kỷ luật tích cực đó. Và mục đích của cái kỷ luật tích cực này chính là, thứ nhất, dạy cho trẻ tính trách nhiệm. Thứ hai, đó là bảo vệ trẻ nhé. Vì sao cái kỷ luật tích cực này được xây dựng dựa trên cái quyền trẻ em, và cái nghiên cứu về quan điểm làm cha mẹ, và sao và bảo vệ trẻ em ở đây tức là cho trẻ em phát triển lành mạnh và an toàn nhé. An toàn đây tức là đây này, là đây không có thể chất, không có tinh thần. Đấy. Rồi đây, thế thì kỷ luật tích cực đó chính là giải pháp dài hạn để phát triển tự cái việc tự xây dựng kỷ luật cho con này, là giao tiếp một cách rõ ràng về những kỳ vọng, những nguyên tắc và những giới hạn, là xây dựng mối quan hệ tôn trọng giữa cha mẹ và con cái, là dạy con những kỹ năng sống lâu dài nhé. Kỹ năng sống lâu dài tôi nói một tí này, bây giờ nhé, cái chúng ta thường như một số cái cha mẹ mà tôi hỏi, thế bây giờ anh chị muốn con anh chị như thế nào, thì em chỉ muốn là buổi sáng nó chủ động dậy mà, xong rồi nó đừng đừng để em gọi nữa, gọi hết hơi, xong rồi ăn sáng ăn trước các thứ, xong rồi ra khỏi nhà nào cũng muộn, rồi em gọi hết hơi, ngày nào như ngày nào bực lên đấy. Đó, rồi em chỉ muốn là nó chủ động trong việc đấy, hai phải dậy đúng giờ đấy, rồi là tự tự túc làm cái việc A, việc B, việc C đấy. Thế thì cái đấy nó chỉ là cái mục tiêu ngắn hạn thôi, cái mục tiêu dài hạn nó kỹ năng sống lâu dài này. Kỹ năng sống lâu dài này ở đây tính là gì? Đứa trẻ nó có kỹ năng, thứ nhất về sao, về sắp xếp tổ chức nhiệm vụ này, đứa trẻ có kỹ năng làm sao giải quyết các vấn đề này, đứa trẻ có cái kỹ năng ví như trách nhiệm với những cái việc cần làm này, các kỹ năng ứng xử phù hợp, các kỹ năng làm sao để có sự tôn trọng và không ảnh hưởng đến mình, không ảnh hưởng người khác, và đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống đấy, gọi là kỹ năng sống dài hạn. Ví dụ nhá, chúng ta rất là khó bình tĩnh trong các tình huống mắc lỗi của con cái, nhưng mà chúng ta bảo sao con cứ cáu gắt thế. Ừ. Thế thì mục tiêu dài hạn của đứa trẻ là đứa trẻ làm sao bình tĩnh trong các tình huống có vấn đề đó, hoặc là tình huống không được như mong muốn. Ê, nhưng mà thực tế trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dạy, chúng ta ứng xử với con cái thì chúng ta cũng đang có cái cách đấy. Nhưng mà chúng ta nỗ lực trong việc giáo dục, mua sách kỹ năng sống này, chúng ta cho con đi học lớp kỹ năng sống các thứ này kia để học. Nhưng mà cái chính nó là trong cái quá trình mà chúng ta làm việc con cái thì chúng ta không có định hướng cho đứa trẻ cái đó, và chúng ta không có sự điều chỉnh cái hành vi làm cha mẹ. Đó thì sao sẽ rất là khó khăn để chúng ta có con cái, chúng ta có kỹ năng sống lâu dài. Đó. Rồi. À, bên cạnh đấy nó là gì? Nó sẽ làm tăng sự tự tin, khả năng xử lý các tình huống khó khăn trong cuộc sống của con nhé. Rồi dạy dỗ dựa trên nguyên tắc lịch thiệp, không bạo lực, thấu cảm, tự trọng, tự tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác. Rồi thế thì đây nó là sự khác biệt giữa kỷ luật tích cực và tiêu cực. Đấy, thì thôi tôi không giải thích về cái này. Nó có nhiều thứ lắm ấy. Bị nhấn mạnh điều trẻ nên làm, mỗi một bên là trẻ không được làm này, cấm đoán này đấy. Nhưng mà trong cái này nhá, kỷ luật tiêu cực này nó trẻ sẽ phụ thuộc vào người lớn này, đấy. Bị người lớn kiểm soát này, sợ sai này, kém tự lập, tự bị động và thiếu tự tin, giữa một bên đứa trẻ rất là chủ động này, đó. Một bên thì không lắng nghe hoặc ít lắng nghe, yêu cầu trẻ phải tuân phục, một bên đó là lắng nghe trẻ đấy, chúng ta sẽ rất là khác. Hai là hệ quả có tính logic, còn một bên là thì sao, hệ quả trừng phạt không liên quan là phi logic. Gì cả, không biết, nhưng mà trong quá trình tôi làm việc với rất là nhiều cái bạn vị thành niên nhé, rồi thì bạn luôn luôn nói việc không công bằng, con không biết nhưng con cảm thấy không công bằng. Ý, vì sao? Vì cha mẹ theo như cái cách mà tôi làm việc và khai thác của cha mẹ thì tôi hiểu rằng là cái cách mà xử lý những cái vấn đề của bạn ấy không phù hợp ấy, ý, khiến cho bạn cảm thấy không công bằng, thì nó sẽ liên quan quy tắc, nó là liên quan hay không liên quan là hệ quả logic. Đấy, nên là rất nhiều bạn cảm thấy không công bằng nhá. Ví dụ như bị phạt rồi, biết là mình sai nhưng bị phạt, vẫn cảm thấy ok vì sợ cái hình phạt đấy thôi, không hề điều chỉnh hành vi, nhưng mà sao vẫn cảm thấy là gì, không công bằng, cảm thấy ấp ức, cảm thấy thôi mình không, mình mà không ngoan đôi khi mình lại bị mất đi cái quyền lợi, hay mất đi cái thứ mình thích mất, hoặc bị phạt thêm, bị mẹ nói cho có khi mấy ngày không hết, xong thi thoảng nhớ nhớ ra cái việc gì đấy lại nhắc lại
Thôi thôi, tốt nhất là thôi, mình sợ quá. Ừ, nhưng mà đứa trẻ vẫn cảm thấy ấm ức, cảm thấy không được công bằng và cảm thấy rất là phải nhịn. Đó. À, thôi chúng ta sẽ tự đọc những cái slide này nhá. Rồi, ok. Thế thì để làm được kỷ luật tích cực thì nó có hai cái trụ cột thôi. À, tôi xin lỗi một giây nhé, 2 giây. Alo. Rồi, thế thì chúng ta muốn mà thực hành được cái kỷ luật tích cực này ấy, thì chúng ta chỉ cần xây cho tôi hai cái trụ cột thôi. Trụ cột đầu tiên nó là tạo sự kết nối ấm áp. Đấy, tức làm sao để cho đứa trẻ được cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương, được lắng nghe, được thấu hiểu, được chấp nhận. Đó. Hai là gì? Cái trụ cột tiếp theo là cấu trúc và hướng dẫn. Cấu trúc ở đây, cấu trúc nói từ cấu trúc tức là mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch. Đấy, và chỉ dẫn rõ ràng cái gì là được, cái gì là không được. Đấy, gọi là cấu trúc. Đấy, chỉ cần xây cho tôi hai về cái nhà chẳng hạn, chỉ cần xây cho tôi hai cái cột này trước đã. Hai cái cột này là hai cái cột quan trọng nhất. Một khi nhá, ví như này, có rất nhiều bạn như này, có rất nhiều bạn nhá, vị thành niên. À, cha mẹ đưa ra những chỉ dẫn vẫn nghe lời theo nhưng kết nối không ấm áp, cảm thấy rất khó chịu, rất là áp đặt. Ví như một cái bạn mà tôi đang làm việc, bạn ấy nói về việc đó là bây giờ con phải học cho con thôi. Mẹ con muốn gì thì con đều phải làm theo mẹ con hết, nhưng bây giờ con chán thế rồi, con cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Con cảm thấy con mất động lực, của con chả biết con học để làm gì. Cái điều đó để làm gì cả, nên là con phải học cho con thôi. Đấy, bạn nói về cái điều đấy. Đó. Vậy là gì? Đứa trẻ vẫn nghe lời, như bạn đấy thì ngoan lắm. Chính vì quá ngoan và răm rắp làm theo mọi thứ, nhưng mà làm càng ngày càng cho có cho xong, và kiểu cái chất lượng nó thấp ấy. Đó. Ý, hoặc là gọi là đến đít mới làm, tức là deadline của thầy cô giáo giao rồi mới lúc đấy mới cong đít lên làm, có thể thức cả xuyên đêm để làm bài tập, không thì sẽ bị phạt hoặc là đến tai bố mẹ chẳng hạn. Đây, chúng ta chỉ cần nhớ cho tôi hai trụ cột này. Rồi, thế kết nối ấm áp là gì? À, đấy, hình ảnh mô tả là sợi dây tình cảm. À, nó chính là đảm bảo cảm giác an toàn nhá. Đó, ví dụ như cái việc cha mẹ đánh con cái, đứa trẻ hiểu rằng là môi trường gia đình và bố mẹ là rất là an toàn, đúng không? Được yêu thương, được chăm sóc và có một kết nối, gọi là kết nối mà không ai thay thế được. Đấy, nhưng mà khi đứa trẻ mắc lỗi thì đứa trẻ có thể bị ăn đòn, bị tổn thương. Thế đứa trẻ hiểu rằng là cái sự an toàn ở đây không có trọn vẹn. Và tôi hoàn toàn có thể xảy ra các tình huống mà sao bị đe dọa. Đó. Cái nữa là gì? Nó sẽ cho phép môi trường đó, tức là bối cảnh gia đình đó, được phép sử dụng bạo lực. Đó, và coi bạo lực là một điều hiển nhiên. Chỉ là sao? Vậy chỉ là đánh một cái thôi mà. Tét có một cái vào tay thôi. Đó, nhưng mà thực tế nhá, là đứa trẻ chấp nhận rằng đó là bối cảnh sao được chấp nhận, và thậm chí sau thì đứa trẻ coi đó là hoàn toàn bình thường cơ. Đó. Rồi, kết nối ấm áp là làm cho trẻ cảm thấy được yêu thương, tôn trọng, thấy mình có giá trị. Cái này khó này. Ừ, yêu thương ok, tôn trọng khó này, và thấy mình cảm thấy có giá trị, tức là cảm thấy mình có giá trị và mình khẳng định được bản thân ấy. Ừ, và được công nhận, được ghi nhận ấy. Rồi hiểu những gì trẻ nghĩ như thế nào ở lứa tuổi, và hiểu được trẻ cảm thấy như nào, tức là hiểu được trẻ nghĩ gì ở lứa tuổi. Mỗi giai đoạn lứa tuổi khác nhau thì chúng ta hiểu rồi nhé, chúng ta đã học ở cái phần trên rồi. Rồi, cấu trúc ở đây là chỉ dẫn rõ ràng cho hành vi, giải thích rõ ràng cho những lý do phạt đứa trẻ hay tước đi cái quyền gì đó, hay đứa trẻ hay là gì đó thì cũng phải giải thích lý do rõ ràng. Hỗ trợ và giúp đỡ trẻ để cho trẻ có thể thành công được là tấm gương tích cực về vai trò. Đó. Khuyến khích ý tưởng và tư duy riêng cho trẻ và cùng nhau giải quyết vấn đề. Đặt ra giới hạn về sự an toàn và phát triển lành mạnh. Đấy, cái này nó là cái có cấu trúc. Rồi, ok, về cái phần phương pháp nha, hệ quả tự nhiên và hệ quả logic. Thế thì hệ quả tự nhiên là gì? Là những gì xảy ra một cách tự nhiên, không có sự can thiệp của con người. Ví như không ăn thì sẽ đói, không ngủ thì sẽ mệt mỏi. Đó, thế thì chúng ta sẽ thấy là đôi khi cũng phải có cái hệ quả tự nhiên. Lúc nào chúng ta cũng phải đi giục đứa trẻ ăn.
Nhưng mà sao đứa trẻ mà đến giờ hoạt động một tí đứa trẻ nó không ăn thì sao, đứa trẻ đói đói thì đứa trẻ sẽ có nhu cầu và đứa trẻ cần sẽ xử lý được cái đó. Rồi hệ quả logic là gì? Hệ quả logic là sẽ đòi hỏi sự can thiệp của người lớn hoặc trẻ khác trong trong gia đình hoặc môi trường khác. Ví dụ như không làm bài tập đến lớp thì sẽ bị nhắc nhở hoặc là điểm kém. Thế vậy là gì? Vậy là cái hành vi đó sẽ có hệ quả đó và nó logic với nhau, liên quan đến nhau. Và trẻ nghịch phá hỏng đồ chơi nhiều lần, bố mẹ đã nhắc nhở rồi nhưng mà sao trẻ không thay đổi, vẫn luôn luôn phá. Vậy là đứa trẻ nó sẽ không bao giờ có một đồ chơi mới nào hết. Rồi, thế thì phương pháp này nó sẽ giúp cái gì? Thứ nhất, giúp trẻ có ý thức trách nhiệm về hành vi của mình, khích lệ trẻ đưa ra quyết định có trách nhiệm. Tại sao? Tại vì như này này, nó sẽ liên quan đến đây nhá, liên quan đến cái gì? Thứ nhất, đây, chúng ta sẽ quay trở lại công thức ban đầu. Đây này, hành vi xuất hiện này. Ví như khi một cái đứa trẻ mà chơi xong, chơi đồ chơi và hay đập đồ chơi. Đó, hay đập đồ chơi và hỏng vỡ thì lại được mua mới. Hành vi C nhá, kết quả C được mua mới thì sao, hành vi sao đập đồ chơi và chơi, ví như trong bối cảnh đứa trẻ chơi này, tiền đề nó đứa trẻ chơi này chơi chán rồi thích có đồ chơi mới thì hành vi của trẻ là đập phá đồ chơi để cho nó hỏng hóc và đứa trẻ làm sao được đồ mua đồ chơi mới đấy, và sao khi mà có cái hệ quả này thì củng cố cho cái hành vi B này tăng lên và lần sau đứa trẻ bảo cô tôi cứ muốn đồ chơi mới là tôi sẽ đập đồ chơi hoặc là cố tình làm hỏng nó bằng nhiều cách khác nhau. Có những bạn nữa còn biết tìm mấy cái 6 7 tuổi ấy, còn biết làm sao tìm cái ốc vít, cái tua vít các thứ này kia tháo xong rồi bảo tháo ốc vít rồi nó rơi ra rồi bố mẹ đôi khi còn không phát hiện ra, nhưng mục đích của bạn là muốn làm sao muốn mua đồ chơi mới. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là khi mà hành vi B này xuất hiện này chưa, mà nhận một cái hệ quả phù hợp cho cái hành vi B này thì đứa trẻ học được cái tính trách nhiệm hơn. Ví dụ như không cứ đập làm hỏng đồ chơi, tức là không giữ gì đồ chơi thì không được đồ chơi mới nữa. Đó, và sẽ không có bất kỳ một món nào chơi nào nữa, thì đứa trẻ hiểu à ok, nếu như mình làm hỏng đồ chơi như này thì sao mà hệ quả của mình sẽ là như thế. Nhưng ví dụ như bây giờ nha, đứa trẻ này, đứa trẻ đó là làm hỏng đồ chơi nhá, làm hỏng mang tính chất cố ý ấy, cho bố mẹ sao mắng mỏ trẻ. Sau đó làm sao vẫn bình thường, sau đó là gì, ngày 1 2 3 ngày sau đi chơi nhà sách lại mua đồ chơi. Thì sao, thì đúng mục đích quá đúng không, mắng mỏ trẻ sợ một tí, ôi con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ, sao con không thấy nữa đấy, rất dẻo mồm, sau đó hành vi sẽ được tăng lên. Vậy là gì, đứa trẻ sẽ cảm thấy là wow, cái hệ quả nó chả liên quan đến cái hành vi của mình, chả biết gì mình phải thay đổi hành vi, nhưng mà cái hệ quả logic ấy, tức là gì, hành vi nó xuất hiện và một cái hệ quả logic vào chẳng hạn thì đồng nghĩa việc đó là gì, sao đứa trẻ hành vi đấy sẽ liên quan đến cái hệ hành vi đấy sẽ hệ quả đấy thì sao, thì đứa trẻ nó sẽ hiểu rằng là cái khi mà tôi điều chỉnh ấy thì tôi sẽ phải điều chỉnh cái hành vi này, vì sao, vì tôi nhận hệ quả này. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi đường, chúng ta nhìn cái điện thoại chẳng hạn, chúng ta cứ lướt lướt điện thoại thì chúng ta đi bộ đi lướt 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 và chúng ta bước nó ngay vào cái hố ổ gà chẳng hạn, thế là sao, thế là chúng ta ngã lăn cu chiêng ra chẳng hạn, thế thì khi đó là sao, thì chúng ta sẽ học được cái hệ quả nó là ok, chúng ta hành vi không nhìn đường dẫn đến hệ quả nó là gì, hệ quả logic của nó luôn, nó là gì, đến hệ quả tự nhiên nhé, là gì, là bị ngã và rất đau, ôi đau ơi là đau luôn đó, và chúng ta sẽ sao ok, chúng ta phải điều chỉnh hành vi và chúng ta sẽ phải đi xe máy hay đi bộ hay xe đạp, chúng ta đều phải sao không sử dụng điện thoại được chưa đó. Hai, nó khác nhau đó là cái hệ quả logic là do con người hoặc bối cảnh tác động, còn đâu hệ quả tự nhiên là không có tác động gì hết, không có ai hết. Ví dụ như đôi khi tình huống có một số cái tình huống mà chúng ta có thể thiết kế để cho con cái chúng ta trải nghiệm ấy, và nhận được hệ quả logic hoặc là hệ quả tự nhiên. Ví dụ nhá, tôi nói ví dụ một cái tình huống như này. Một cái bạn bạn ấy khi mà mẹ bạn ấy nhắc bạn ấy là ý là con mà về đi học về thay quần áo thì con phải thay quần áo và bỏ luôn cái áo bẩn đấy, tức là cái bộ đồng phục đấy vào trong cái sọt quần áo thì mẹ mới biết mẹ giặt. Còn con thì sao, toàn cởi ra, con vứt luôn ở cái góc bàn của con, ở góc ghế của con, đôi khi con còn ném góc giường của con, lắm lúc thì sao nó còn rơi cả xuống gầm giường, lắm lúc mẹ còn không tìm thấy và mẹ luôn luôn phải là người đi tìm quần áo để giặt để ngày hôm sau con có đủ cái bộ đồng phục đi học. Thế thì khi mà nhắc nhiều lần như vậy rồi thì phụ huynh người ta cảm thấy rất là khó chịu,
Và khi đó thì họ bảo là ngày họ quyết định là họ sẽ không giặt bất kỳ một cái áo nào của bạn ấy hết nữa. Và ngày hôm sau bạn ấy không có một cái áo nào, và bạn hỏi mẹ thích quần áo của con đâu, nên bảo là quần áo con ở đâu thì vẫn ở đấy. Nó là một cái hệ quả, sao hệ quả logic. Ừ. Hai, nó cũng là một cái hệ quả tự nhiên, tức là okay, nếu mà con không chủ động cái việc quần áo của mình thì sẽ không có quần áo mặc. Thứ hai là nếu mà con không làm đúng với quy định mà chúng ta đã quy định rằng sẽ có khu vực để quần áo riêng bẩn ấy, thì sao, thì chúng ta sẽ không có quần áo để mặc. Thế thì từ ngày hôm đấy trở đi thì bạn sao, bạn hiểu à, ok, mình cần phải đến trường, nếu mình không có đồng phục mình không được vào trường. Sau đó là gì, mình sẽ bị nhắc nhở, mình sẽ bị phạt. Wow, vậy là việc không mặc đồng phục nó còn nhận rất nhiều cái hệ quả khác nữa ở bên ngoài nữa, đến trường chẳng hạn. Thế là từ hôm đấy bạn ấy sao, bạn ấy sẽ tự điều chỉnh cái việc là bạn ấy sẽ để quần áo bẩn đúng nơi quy định đó, và ngày nào cũng sẽ có một cái bộ quần áo thơm tho để mặc đó. Rồi, và cách này sẽ thay thế cho việc trừng phạt nhé, tức là trẻ vẫn học được cái mà chúng ta mong muốn mà chúng ta không cần trừng phạt trẻ. Ừ. Và hơn nữa là gì, nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ấm áp hơn, ít xung đột hơn. Thế như tại sao con cứ để quần áo ở đây ở kia, các thứ này kia, rồi là cô giáo hôm nay đã nhắc nhở con về việc con đã không mặc đồng phục đến trường, mẹ cảm thấy rất bực mình, các kiểu này kia, vì cái chuyện đó, mà cho những chuyện đấy mà con phải để mẹ nói chẳng hạn đó, thì là đứa trẻ nó sẽ thông qua cái cách này thì đứa trẻ nó sẽ học được mà chúng ta ít xung đột hơn. Ừ. Và nếu tình huống không có hại thì cái trải nghiệm đấy nó chính là người thầy của bạn đấy. Đấy, và cuộc sống là một trường học lớn mà, đôi khi cũng phải cho gọi là va vấp một tí đúng không đó, tức là gì, trẻ sẽ học được thông qua trải nghiệm bản thân đó, nên là chúng ta hãy nỗ lực thiết kế những cái trải nghiệm phù hợp với con cái chúng ta, để con cái chúng ta có những cái trải nghiệm tốt nhất trong việc đó là cải thiện cái vấn đề về 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 ứng xử. Ừ. Và trải nghiệm tích cực thì sẽ có xu hướng lặp đi lặp lại, tức là một khi mà đứa trẻ đã học được hành vi tốt, nhớ là những cái giai đoạn từ 3 đến 18 tuổi nhá, đứa trẻ nó sẽ học được rất nhiều và học rút ra đúc rút được kinh nghiệm rất nhiều, nên là gì, khi mà chúng ta cho bất kỳ một đứa trẻ một cái trải nghiệm tích cực nào thì xu hướng lặp lại những hành vi tích cực đó rất là tăng rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại nhá, nếu chúng ta cho trẻ những cái trải nghiệm tiêu cực nhá, thì hành vi tiêu cực nó sẽ tăng lên, được không ạ? Đó rồi, nếu mà muốn áp dụng thì chúng ta cần phải làm gì? Thứ nhất, kết nối mối quan hệ với con cái dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tức là cả hai cần phải hợp tác và khích lệ nhau, tôn trọng nhau. Ý tức là muốn trẻ hợp tác thì làm cho con hợp tác trước chứ không phải đối đầu với mình trước. Hai nữa là gì, muốn trẻ hợp tác thì phải cho mình cũng phải có tính hợp tác, chứ còn đâu mình cứ khăng khăng được mình là người phía trên ấy, tức là quyền cha mẹ ấy. Ý, lúc nào cũng là quyền cha mẹ, bảo đâu phải làm đấy, không được thế này không được thế kia thì sẽ khó lắm. Rồi muốn trẻ tôn trọng thì mình phải thể hiện sự tôn trọng. Rồi nguyên tắc áp dụng hệ quả tự nhiên thì sao? Thứ nhất nhá, muốn hệ quả tự nhiên, hệ quả tự nhiên thì không phải là do mình thiết kế đâu, mà những cái trải nghiệm thực tế của đứa trẻ ở yếu tố môi trường ấy, thì mình phải xem xét việc là thứ nhất là không được gây nguy hiểm cho trẻ, ví như là có những bạn sờ tay vào ổ điện chẳng hạn, đấy, nước nóng chẳng hạn, thì mình phải đảm bảo an toàn trước. Đấy, những bạn 3-4 tuổi ấy, hoặc là hay sang đường lúc đông chẳng hạn ấy, bảo thôi bây giờ con phải tự sang đường đi. Nhưng mà lúc đông là lúc rất nguy hiểm. Đấy, có thể xảy ra rất nhiều cái tình huống trong gọi là chớp mắt, thì chúng ta sẽ cần phải làm sao? Cần phải giáo dục trẻ ở cái bối cảnh khác, chứ không phải là lúc đông thì bảo thôi con sang đường đi, con tự đi sang đi vậy xem nào. Nhìn ngang nhìn dọc rồi tự sang đi, rồi mẹ đợi con ở bên kia, hiểu không ạ? Ấy vì sao, vì trong cái bối cảnh nó có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ nên chúng ta sẽ phải hết sức chú ý. Hai là không ảnh hưởng đến người khác, ấy ví dụ như là không ảnh hưởng người khác, tức là không 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 làm cho người khác bị đau hoặc là bị ảnh hưởng một cái điều gì đó. À, cái việc đó là không tắm gội ấy. Có nhiều bạn không tắm gội ấy, không chịu tắm gội, bố mẹ nhắc đi tắm ấy, không chịu tắm ấy. Thì không chịu tắm thì hôi ảnh hưởng đến đến mình là đúng rồi, nhưng mà còn ảnh hưởng đến lớp học, nhiều bạn mà có hôi lắm không thể ngồi cạnh bạn được, và cô giáo sẽ ảnh hưởng và nhắc nhở rất là nhiều đó. Thì chúng ta chỉ cần lưu ý là không gây hại cho trẻ, không gây hại cho người khác với cái nguyên tắc hệ quả tự nhiên. Còn ông nguyên tắc để áp dụng được cái nguyên tắc hệ quả logic ấy, thì chúng ta sẽ thứ nhất là sao, cái tình huống nó phải liên quan, tức là nguyên nhân về hệ quả phải liên quan đến nhau. Tức là chúng ta không thể nào, ví dụ nhá, bây giờ một đứa trẻ nó không ngồi yên trên ghế để học bài đi,
với cô giáo đi, nói ví dụ tình huống ở trường học đấy. Thế cô giáo bảo là nếu mà cô không ngồi yên là cô sẽ ví dụ như là cho con đứng lên ngồi xuống 20 lần chẳng hạn. Vậy thế chẳng hạn. Thế thì sao nó chả liên quan đến cái bối cảnh đấy, có khi cho đứng lên ngồi xuống ra ngoài nó còn thích hơn. Đó. Hoặc là sao khi mà bày bừa đồ chơi hệ quả là không được chơi hoặc là phải dọn dẹp thì mới là cái hệ quả mà sao cần thiết, hoặc là đổ nước ra nhà thì phải lau thì đó mới hệ quả liên quan đến nhau. Chứ chúng ta không thể nào mà ví dụ như đứa trẻ ví dụ như là ném đồ chơi, làm hỏng đồ chơi, xong rồi chúng ta ra rồi à, ai cho con hư như thế, ai cho con ném đồ chơi hỏng hết đồ chơi rồi test cho bạn một cái vào tay, sau đó bạn vẫn chơi bình thường và một lúc sau bạn lại vẫn ném và làm hỏng đồ chơi đó. Thế thì sao, thì tức là gì, cái cách mà chúng ta đưa ra cái hệ quả nó không có liên quan đến nhau, và đứa trẻ cảm thấy sao sợ chúng ta nhưng mà lại không thấy công bằng, cảm thấy vô lý và không nỗ lực trong việc điều chỉnh hành vi, được không ạ? Và đôi khi đứa trẻ còn không nhận ra được đứa trẻ sai cái gì cơ. Ừ, vì sao, vì những cái hành vi đấy xu hướng lặp đi lặp lại, không không có điều chỉnh. Rồi tôn trọng tức là gì, nếu không được thể cái tôn trọng ở đây tức là gì, chúng ta sẽ nguyên tắc đó là chúng ta sẽ không không trừng phạt bằng nhiều cách. Đấy, một khi chúng ta áp dụng cái hệ quả logic thì chúng ta không không được trừng phạt bằng nhiều cách, mắng hay dọa nạt các thứ, ví dụ như đổ nước ra sàn thì chúng ta nói là hậu đậu thế suốt ngày đổ các thứ này kia, cũng giống như cái bạn mà tôi mô tả ban đầu, ví dụ như bạn ấy viết vào lớp 1 ấy, 5 6 tuổi bạn ấy viết chữ chưa được tốt ấy thì ô ly còn chệch choạc ấy, cái bọn đấy suốt ngày viết sai đấy, rồi là viết thì như gà bới ví dụ thế, rồi không chú ý vào đây rồi đấy, lệch hết dòng rồi đó. Thế thì mình sẽ không tôn trọng hoặc là trừng phạt trẻ thì mình sẽ không thể sử dụng cái nguyên tắc hệ quả logic được. Rồi hợp lý tức là gì, tức là cái hợp lý ở đây tức là gì, người lớn thì vô lý yêu cầu những cái việc mà trẻ phải làm mà không có giải thích tại sao, chỉ có nói và sử dụng quyền lực của mình thôi đó, thì trẻ sẽ rút ra kinh nghiệm là sau rằng là tôi chả cần gì phải làm. Rồi thế thì khi mà chúng ta áp dụng cái vi phạm ba cái nguyên tắc này này thì phản ứng của trẻ này, thứ nhất là rất oán giận, thế là không công bằng, không thể tin được người lớn. Hai là gì, trả đũa, họ được lần này vì họ có quyền nhưng lần sau mình sẽ sau này mình lớn mình sẽ đấy, một số bạn tôi làm việc thì bạn bảo sau này con lớn lên nhá, rồi ít nữa con kiếm được tiền con sẽ cho bố con biết mặt bạn ấy nói thế, rồi sau này con sẽ rất nhiều bạn đó, lớp 6, lớp 7 nói trong cái sự giận dữ rằng là con sau này con sẽ ít nữa con kiếm được tiền, con thuê nhà ở riêng, con đón mẹ con ra không ở cùng bố nữa đó, rất là nhiều cái câu chuyện, rồi là sao trốn tránh và giảm sự tự tin đó. Nên là nếu mà chúng ta áp dụng cái hệ quả logic mà chúng ta vi phạm một trong các nguyên tắc trên này này thì sao, thì chúng ta sẽ phản ứng của đứa trẻ nó sẽ là như thế này. Rồi ở đây là trừng phạt và hệ quả logic nó khác nhau như thế nào, thì thôi thì tôi sẽ gửi tài liệu để các để chúng ta đọc kỹ về nó hơn nhé. Rồi thế thì bây giờ cái mà chúng ta lưu ý này, sự khác biệt quan trọng ngoài những sự khác biệt kia thì cái sự khác biệt quan trọng trong cái sử dụng hai phương pháp, một là trừng phạt nhé, giọng nói ánh mắt nét mặt rất là giận dữ khó chịu, thái độ không thân thiện thù ghét đấy, không chấp nhận cái sự lựa chọn của trẻ đi ngủ ngay hoặc không ăn đòn bây giờ đấy, ví dụ thế chẳng hạn, vớ vẩn để cho ăn các thứ, mà có muốn ăn đòn không ví dụ thế, hoặc là bây giờ mà có muốn là mẹ các thứ này kia không. Đấy, mẹ là mẹ không nói nhiều đâu nhá, mẹ là bực lắm rồi đấy, ví dụ thế đó. Ấy nhưng mà đấy là chúng ta sẽ quan tâm rất chú ý rằng cái giọng điệu ánh mắt nét mặt và thái độ nhé. Nhưng bên đây là gì, tôi vẫn sử dụng những cái từ ngữ phù hợp tôn trọng, nhưng mà ánh mắt nét mặt thể hiện sự bình tĩnh, thái độ thân thiện nhưng phải kiên quyết. Thứ nhất, đến giờ đi ngủ rồi. Mẹ cảm thấy rất là khó chịu khi mà mẹ đã nhắc con 2 lần và đây là lần thứ ba ý mà con vẫn chưa đi xuống tầng 2 để đi ngủ đó. Đó nhưng thể hiện sự kiên quyết. Đó, và sao mình sẽ nói rằng chúng ta có 1 phút, mẹ nghĩ là con có 1 phút nữa để xử lý mọi thứ và mẹ sẽ đợi con ở tầng 2 đấy, kiên quyết thân thiện bình tĩnh đấy, nhưng mà sao có một cái sự rất rõ ràng cho đứa trẻ và đấy là luật
À, không có mắng mỏ, không có này kia, à, nhưng cũng thể hiện cái sự cảm xúc của mình, cái suy nghĩ của mình. Đó, nhưng mà không có chụp mũ đứa trẻ là tệ hay là tồi hay là không nghe lời hay gì cả. Ừ. Rồi là sao? Đôi khi cũng thể có chấp cho đứa trẻ chấp nhận cái sự thỏa hiệp. Ôi, rồi mẹ cho con chơi nốt cái này một tí rồi con sẽ xong. Ok, rồi không quá 10 phút nhé. Hoặc là con không, hôm nay là chủ nhật mẹ đồng ý con này không chơi quá 10 giờ. Hoặc con có thể đọc truyện tiếp nhưng mà không quá 10 giờ. Ừ. Đó, ví dụ như mọi hôm là 19 rưỡi là bạn phải giục dịch đánh răng rửa mặt để đi ngủ thôi. Nhưng hôm nay là cuối tuần. Ok, rồi mẹ đồng ý. Đó, thỏa hiệp này của con cũng cũng được. Nhưng mà không quá 10 giờ nhá. Ừ, bây giờ đang là 9 giờ 45 rồi. Đó. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ giao tiếp với con cái chúng ta, à, và rất chú ý đến giọng nói, ánh mắt. Ừ. Ý, à, ngoài ra ấy, trong cái trừng phạt ấy, nó còn có một cái phương pháp khác nữa. Tức là có nhiều cha mẹ thì không trò chuyện, thì không nghe trẻ nói mà kệ nó, coi như nó không trước mặt mình ấy. Vì đứa trẻ nó sai phạm ấy, sau là mình không nói năng gì, mình quay mặt đi, rồi mình không nói chuyện gì hết, không nghe trẻ nói, không quan tâm, rồi coi như quay đi, không làm việc của mình để cho chó biết, để sau mà nói thì phải nghe đấy. Thế thì đây là một trong những kỹ thuật tiêu cực nhá. Thế thì khi mà nói đến đây thì chúng ta hay nói đến kiểu mấy đôi yêu nhau ấy, ví von thế thôi nhá, để cho dễ nhớ thôi nhá. Là gì, giận một cái là không nói không gì, coi người kia như không tồn tại đó. Ví dụ xe nghe mấy cái bài MV ca nhạc chẳng hạn, coi như không tồn tại các thứ này kia. Thế thì thực chất cái đấy là một trong hình thức của bạo lực nhé. Đôi khi là giống kiểu chiến tranh lạnh, nhưng mà tất nhiên cái chiến tranh lạnh nó sẽ hơi phức tạp một tí, nó liên quan mối quan hệ cặp đôi thì tôi không nói đến, nhưng ý nói là mình tưởng tượng cái việc là mình không trò chuyện, không trả lời, không nghe, coi như đứa trẻ không tồn tại các thứ này kia đấy. Là một trong cái là trừng phạt nữa. Là đôi khi cha mẹ bảo em chả nói gì, em chả tổn thương gì, em chả đánh đập gì, nhưng mà thực tế nó khiến cho đứa trẻ cảm thấy rất vô cùng tồi tệ, mọi thứ cảm thấy rất tồi tệ. Rồi thế bây giờ làm nào để hình thành và thiết lập nội quy, nề nếp luật trong gia đình cho đứa trẻ? Thiết lập giới hạn, tức là cho trẻ hiểu hành vi nào là phù hợp, hành vi nào không phù hợp và đâu là giới hạn đi. Ok. Con có thể làm được, làm cái này, được làm cái này, hoặc con có thể được đi chơi sinh nhật bạn, mẹ đồng ý. Con có thể tham gia dã ngoại hoặc tham gia các buổi giống kiểu là sinh hoạt câu lạc bộ. Nhưng gì gì đó nói rõ về những cái đâu là được, đâu là không được và đâu là bối cảnh, đâu là giới hạn cho đứa trẻ một cách rất rất rõ ràng. Thì cái sự rõ ràng của mình nó chính là cấu trúc. À, sự cấu trúc này, rõ ràng thông tin thì giúp cho đứa trẻ làm sao? Đứa trẻ có cái sự hiểu được đâu là hành vi mong muốn và đâu là giới hạn. Ừ. Và cái nội quy thì bao gồm, thứ nhất là quy định nghiêm khắc cho cha mẹ. Trong cái quy định nó sẽ có bao gồm ba loại, hai loại nhé. Thứ nhất đó là gì? Các quy định bất di bất dịch, nói không là không. Ví dụ như sử dụng máy tính của bố mẹ một cách tự do. Đấy, tức là được sử dụng máy tính của bố mẹ, với bố mẹ có máy tính ở nhà chẳng hạn, muốn lúc nào có thể được sử dụng đấy, thì nguyên tắc đó là quy định là không được. Đó, thì đấy là quy định nghiêm khắc cho mẹ. Cha mẹ đôi khi cũng chả cần phải giải thích, nói không được là không được đấy, một số các nguyên tắc. Đó. Hai nữa là những quy định mà cha mẹ của trẻ có thể cùng nhau thảo luận và thống nhất và có thể thay đổi. Ừ. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nhìn cái bảng bên dưới này, có tức là được phép làm, có thể tức là có thể thương lượng, con có thể thương lượng với mình, không tức là không được phép, vậy như hút thuốc không được phép, đi xe máy dưới 18 tuổi không được. Mẹ nói bây giờ con mới lớp 10 cứ đòi đi mua xe máy, con chỉ được đi xe đạp điện thôi. Cái chuyện đó là hai, là đánh nhau ở trường, đấy là chuyện tuyệt đối mẹ không đồng ý và đấy là quy định. Hoặc là chơi trò chơi trong giờ học, tức là gì, chơi game trong tiết học ấy đó, thì đấy là những cái luật mà mình ý là con sẽ không được phép đó. À, hai là những cái việc với như có thể, đây là có thể thương lượng với như hôm sự sinh nhật của bạn đấy, con có thể thương lượng mặc dù hôm nay tuần này con cũng phải 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 có lịch ôn thi, nhưng mà thôi mẹ ơi, đây là một người bạn rất là thân của con thực sự rất là muốn đến sinh nhật của bạn đấy và các thứ này kia đó. Ok, được được đấy, mẹ đã nói là cái việc ôn thi là cái việc quan trọng ấy, mà mẹ cũng không muốn là con có thể tham gia quá nhiều hoạt động ấy, các thứ này kia có thể ảnh hưởng đến cái thể lực của con ấy, con đi sinh nhật bạn con hay về muộn chẳng hạn đó, hoặc con ăn uống các thứ này kia chẳng hạn đó. Đó, rồi đi tham quan vào cuối tuần thì có thể thương lượng, hoặc là dùng internet ở nhà, ví như là con có thể thương lượng với bố mẹ về việc là thời lượng dùng, lúc nào dùng và khi nào thì được dùng đó, nhưng mà cũng không phải là cấm hẳn, ở bên kia là cấm hẳn tuyệt đối không, còn đây là có thể thương lượng.
À, ví dụ như hàng ngày nếu mà con tốt này, học hành ổn này, phụ giúp bố mẹ những cái công việc nhà, thì cứ cuối ngày được 10-15 phút mẹ có thể cho con sử dụng điện thoại của mẹ. Đó. Hoặc là con sẽ chỉ dụng thực sử dụng điện thoại của mẹ để check Zalo của lớp học thôi. Đó, còn con sẽ sử được chơi một tuần 1,5 đến 2,5 giờ chơi game hoặc sử dụng mạng xã hội hay gì đó vào cuối tuần, và chỉ vào cuối tuần tức là ngày chủ nhật con mới được việc đó thôi. Đó thì là có cái mà mình có thể thương lượng, bạn có thể thương lượng đó, rồi có thể chơi trò chơi trong giờ ngoại khóa, tức là như, đấy biết những bạn thương lượng mình thôi, thôi mẹ hôm nay có cái giờ này nó chán lắm ấy, cô cũng vừa cho chơi thôi nhưng mà quy định là như vậy ấy, nhưng mà thôi thì mẹ cho con chơi một lúc được không, hay là thương lượng với cô đấy một lúc được không, nếu mình cảm thấy ok được thì mình đồng ý, còn không được thì thôi nhá, nó là do mình nhá, và do cái sự phối kết hợp giao tiếp qua lại giữa mình và con cái. Còn nó có là được phép là làm bài tập này, đi ngủ trước 10 giờ này, mặc quần áo gì này. Đấy, tức là gì? Bạn ấy thích mặc quần áo gì ấy, tức là bạn được chọn để được mua đồ ấy. Đấy. Rồi chơi trò chơi gì lúc giải lao. Đấy, tất nhiên là mình cũng phải xem xét yếu tố việc là có phải là phù hợp hay không. Rồi, thận trọng khi từ chối đòi hỏi của trẻ. Đấy, thế thì từ chối trẻ nhiều lần hoặc là thực hiện thiếu nhất quán. À, có thể khiến cho trẻ suy nghĩ lệch lạc, với như bố mẹ từ chối trẻ nhưng chưa chưa phải là quyết định cuối cùng đó, nên là trẻ sẽ mè nheo rồi các thứ này kia, khóc nhiều hơn, dỗi nhiều hơn, rồi năn nỉ nhiều hơn, rồi nhiều làm trò hơn để bố mẹ thay đổi quyết định ấy. Đó, thế thì khi mà chúng ta trong quá trình mà chúng ta từ chối những cái đòi hỏi của con cái chúng ta, thì chúng ta sẽ cần phải đưa ra rất là rõ cả được hay không được, và có cái nguyên tắc rõ ràng và nó thuộc cái mục nào. Nếu không thì như này này, trẻ sẽ sử dụng cái này làm vũ khí, vậy như khóc hơn, ăn vạ hơn ấy, mè nheo hơn ấy, dỗi hờn lâu hơn ấy đó, và sao đôi khi mình đã phải xuống nước mình nịnh các thứ này kia thì mới thôi đó, và cái việc mà chúng ta không thống nhất với nhau ấy, nó sẽ khiến cho đứa trẻ có những cái hành vi như vậy. Và cái việc ăn vạ thì nếu mà 10 đứa trẻ thì chắc phải 10 đứa trẻ có cái vấn đề này. Rồi, trước khi mà mình xây dựng cái nội quy cho con của mình ấy, thì mình sẽ tự trả lời những cái 5 câu hỏi sau. Thứ nhất, nội quy đó có dựa trên thực tế hay chỉ là cảm xúc của cha mẹ, thế là có dựa trên thực tế hay không, hay là do cảm xúc của mình thôi, mình thích hay mình không thích, hay mình thế nào, hay mình muốn cái kia, nó chỉ là yếu tố của cá nhân mình thôi. Thứ hai đó là gì, nội quy đó có lợi ích cho trẻ và giúp cho trẻ được an toàn tốt, trẻ trở nên tốt hơn hay không nhá. Thứ ba nó là gì, nội quy có giúp trẻ tránh được những cái va chạm xung đột với người khác hay không, nội quy đó có giúp trẻ học được cái cách suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động hay không, tiếp đến là hệ quả của việc tuân thủ hay không tuân thủ nội quy đó là gì. Trước khi đưa bất kỳ nội quy này thì trả lời cho tôi 5 câu hỏi này, khi mà ra 5 câu hỏi này rồi lúc đấy mới tiến hành triển khai được không ạ. Nếu mà không trả lời đủ 5 câu hỏi này thì thôi nhá, ai đôi khi bảo là em chỉ muốn con em thế này, em chỉ muốn, nhưng mà con em không muốn thế. Khó lắm. Nên là chúng ta sẽ cứ trả lời cho tôi 5 câu hỏi này, sau đó chúng ta sẽ thỏa thuận với con cái, và chúng ta phải có nội quy. Trẻ càng nhỏ ấy, thì cái nội quy nó càng trực quan càng tốt, trẻ càng lớn thì sử dụng lời nói mô tả chi tiết rõ ràng, minh bạch là được. Để củng cố duy trì nội quy với trẻ. À rồi, ok, khi mà thiết lập nội quy rồi, bây giờ củng cố duy trì được, thứ nhất là chỉ dẫn rõ ràng cụ thể, hai là nhắc nhở, tức là lời nhắc giúp trẻ suy nghĩ nhớ lại và sau đó quyết định hành động ấy, chứ không phải là giục đâu. Chúng ta suốt ngày giục con cái chúng ta đúng không, nhưng mà cái lời nhắc này nó khác nhá. Và đôi lúc chúng ta giục, càng giục đứa trẻ lại càng không làm. Ví dụ nhá, con có nhớ rằng chúng ta đã đồng ý khi đến chơi nhà ai đó con sẽ không mở hoặc lục ngăn kéo nhà người ta đó, đấy là nhắc. Đấy, nhắc nhở. Rồi là gì, cho trẻ ít nhất hai khả năng lựa chọn, cho trẻ chọn một trong hai khả năng mà ta có thể mong muốn và chấp nhận để khuyến khích khả năng suy luận tự giải quyết, tự đưa ra quyết định của mình, của trẻ đó. Ví như hôm nay con mặc quần xanh hay còn màu trắng, thế thì màu xanh màu trắng thì đều mong muốn của chúng ta hết. Chúng ta và đứa trẻ nó sẽ có hai cái lựa chọn là ok rồi, thế thì quần màu trắng được đó. Và cho trẻ biết hệ quả hành vi lựa chọn. Tức là cho trẻ biết hệ quả của hành vi khi mà chị, mà hệ quả cái hành vi mà trẻ làm ấy. Ví như là nhớ nhá là chúng ta sẽ không cảnh báo trẻ ở đây, tức là chúng ta không dọa trẻ mà chỉ cần cho trẻ nhớ về hệ quả có thể xảy ra mà chúng ta đã thỏa hiệp với trẻ ở bên trên ấy. Ví dụ nhá,
Nếu như con đến nhà ai đó chơi cùng với mẹ mà con tự ý, chúng ta đã nói với nhau là không mở và ngăn lục ngăn kéo của nhà bác đấy, nếu như mà điều này con làm điều này thì chúng ta sẽ đi về luôn và chúng ta sẽ không chơi ở đây nữa đó, chẳng hạn thế chẳng hạn. Thế thì khi mà chúng ta sẽ nhắc nhở về cái hệ quả đó, chứ chúng ta không có dọa là mẹ cho con đi về ngay đi nhá, nhưng mà sao chúng ta đâu có về. Chúng ta vẫn ở đây, thậm chí chúng ta ăn cơm chơi đến hết ngày cơ, cha về gì cả đó. Vậy là gì, quy định không có ích đó. Hai nữa là gì, đấy là cái cảnh báo nhá, nhưng không phải dọa nhá, nhớ nhá, cảnh báo thôi, nhắc nhở thôi, cho tín hiệu thôi, đèn vàng thôi, không phải đèn đỏ. Đèn vỏ đỏ phát là tuyết coi ngay, nhưng mà sao tôi phải cho đèn vàng thôi đó. Rồi hai nữa là thể hiện mong muốn, tức là khích lệ trẻ một cái hành vi cụ thể nào đó, mẹ mong rằng con sẽ không vẽ bẩn lên bàn nữa đấy, tức là mình cho một cái mong muốn hơn, à mẹ muốn là con có thể ngồi ghế sofa chơi cùng với cái anh và ăn uống đồ ăn ở đây hơn việc nó là chạy đi các phòng khác hoặc là lục đồ ngăn kéo của mọi người đó. Thì chúng ta sẽ nói về cái hành vi mà chúng ta muốn trẻ khích lệ với nhau, à mẹ muốn là con có thể chơi ở trong cái không gian phòng khách này thôi đó, và những cái phòng khác của các anh các chị hay bác là phòng riêng tư thì mẹ muốn con có thể chơi trong khuôn viên này thôi đó, đưa ra một cái chỉ dẫn mà chúng ta mong muốn. Rồi bây giờ sẽ đến một phương pháp khác nha, đó là thời gian tạm lắng. Thời gian tạm lắng là nên dùng cho trẻ từ 3 đến 9 tuổi. Chúng ta sẽ dùng cho trẻ từ 3 đến 9 tuổi nhé, tùy thuộc vào số tuổi mà cái số phút tương đương với độ tuổi và tùy thuộc vào khí chất và mức độ mắc lỗi của trẻ để đảm bảo trẻ có hiểu cái thông điệp của cha mẹ hay không. Thế thì thời gian tạm lắng chính là việc là chúng ta tách đứa trẻ ra cái bối cảnh ấy. Hai là gì, thời gian tạm lắng nó hay nhầm lẫn với việc là đứng đứng góc ấy, đứng xó ấy. Đấy, cho ta đứng góc đứng xó cái thứ này ra cho con ta úp mặt vào tường ấy. Đó. Nhưng mà thực tế là cái đấy là trừng phạt nhé. Cái cách này thậm chí chúng ta xem một số cái poster ở trên những cái bài viết ở trên mạng xã hội hay là các thứ này kia họ lan truyền chia sẻ, cái đấy là trừng phạt không phải là thời gian tạm lắng. Thời gian tạm lắng tức là chúng ta tách đứa trẻ ra khỏi cái bối cảnh mà đứa trẻ đang 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 được trải nghiệm. Đó, và chúng ta tách dựa trên số tuổi, như 3 tuổi chúng ta tách 3 phút, 9 tuổi chúng ta tách 9 phút. Hai là không dùng cho trẻ quá nhỏ, tức là dưới 3 tuổi chúng ta không dùng, và nên dùng ngay sau khi trẻ có hành vi. Ví như bây giờ ví dụ như bây giờ trẻ là trẻ ví như là trẻ có hai ba anh em đang chơi với nhau mà trẻ nỗ lực chạy vào để làm sao để giằng giật đồ chơi đấy, mà hai bạn kia thì đều không có bất kỳ cái hành vi như vậy đó, thì chúng ta khi mà chúng ta phát hiện ra hành vi đấy thì chúng ta có thể làm sao sử dụng cái thời gian tạm lắng này tách đứa trẻ ra khỏi bối cảnh này được chơi chung. Và đứa trẻ 4 tuổi chúng ta tách ra 4 phút được không? Đó. Thời gian tạm lắng thì không được mang tính chất là nhục mạ, tức là giống kiểu là đứng đấy để mà giống như một cái sự sự rất là xấu hổ ấy. Đặc biệt là sử dụng cái thời gian tạm lắng này ở các lớp học thì cũng sẽ rất là nhạy cảm. Về giáo viên họ phải rất là hiểu về cái kỹ thuật làm thì mới được. Đó, không ít những cái bạn mà là con em hay bị úp mặt vào tường, hay bị cô giáo phạt ấy. Đó. Cũng không, cô thì không đánh mắng gì nhưng mà cô bị phạt bằng cách đấy. Thời gian tạm lắng thì không được dài hơn cái thời gian để trẻ bình tĩnh. Vậy là gì, khi mà sử dụng cái này nó giúp cho trẻ nhìn nhận lại cái hành vi vừa xảy ra, hành vi mà mình làm. Thứ hai là giúp cho trẻ bình tĩnh và không hề đe dọa gì hết. Rồi cái tiếp theo đó là lắng nghe tích cực. Đây là cái phương pháp tiếp theo nhá, là lắng nghe tích cực. Lắng nghe tích cực là gì, là một cái cách lắng nghe chân thành, chăm chú, cởi mở, hiểu rõ được nội dung của người nói và hiểu rõ được cảm xúc của người nói. Rào cản của lắng nghe tích cực là gì? Không chú ý, sao nhãng, mất tập trung, đấy, gây mất hứng thú, hứng khởi cho trẻ. Tức là khi mà chúng ta sử dụng cái lắng nghe tích cực này thì chúng ta phải phải chú ý. Rồi phán xét, chỉ trích, coi như đứa trẻ nó vừa kể ra cái này đã định chỉ trích thì mắng đứa trẻ, rồi phán xét đứa trẻ sao con không làm thế này, sao không làm thế kia, thì sao con lại làm như thế. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Lẽ ra con phải để cái này ở đây hơn chứ, con phải nói với bạn như này cái kia chứ, con lại làm như thế.
đó, hoặc là kể cả đứa trẻ có hành vi đúng thì cha mẹ vẫn muốn một cách tốt hơn nữa, và cha mẹ làm sao chỉ trích hoặc là phán xét hoặc là đưa ra lời khuyên gì đó cho đứa trẻ đó, đưa ra lời khuyên cho đứa trẻ, giải pháp thuyết trình giảng giải với cái cách đó cho đứa trẻ đấy. Nhưng mà thực tế nó không phải là lắng nghe tích cực, và khi đứa trẻ nói thì việc của chúng ta làm sao chỉ cần chăm chú lắng nghe và hiểu cái nội dung và hiểu cảm xúc đó. À, đổ lỗi cho trẻ mà không xem xét rõ vấn đề ấy, con phải nhìn kỹ hơn, con phải xem kỹ hơn ý. Đó ý, rồi là sao đôi khi đồng tình biết rồi biết rồi biết rồi kiểu cho xong thì thương hại, hoặc là có những cách khác đó. Thế thì những cái đấy là những rào cản trong quá trình chúng ta lắng nghe tích cực. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 4 bước để chúng ta lắng nghe tích cực nhá, đây là gọi chìa khóa này. Rồi bước 1 đó là phản hồi, ví dụ như mẹ ơi con rất sợ khi phải trình bày trước lớp. Phản hồi đó là gì? Mẹ thấy con sợ khi phải trình trước lớp, phải trình bày trước lớp, khi nói trước đám đông ư. Đó, đấy là cách phản hồi. Thứ nhất là phản hồi làm sao? Nội dung, phản hồi gì? Cảm xúc của đứa trẻ. Bước thứ hai, xác nhận cảm xúc nhá. Phản hồi rồi, bây giờ đến xác nhận là xác nhận tức là mẹ cũng có cái cảm xúc như vậy. Nhiều người cũng có cái cảm xúc như vậy. Trước khi mẹ làm hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn, mẹ cũng có cái cảm giác như vậy khi phải thuyết trình về chủ đề nào đó trước đám đông. Đấy, và mình cũng xác nhận cảm xúc của đứa trẻ, thể hiện cái sự đồng cảm. Khích lệ tức là mẹ có nhớ đã từng tham gia hát tốp ca lần trước không? À, con có nhớ con đã từng tham gia hát tốp ca lần trước không? Lần đó thì con đã rất là tự tin trước đám đông. Đó. Và bước 4 đó là cùng tìm ra giải pháp cho đứa trẻ về một cái vấn đề gì đó. Thì liệu có cách nào để con cảm thấy sẵn sàng hơn không? Con sẽ nói gì với bản thân, rồi con sẽ chuẩn bị như thế nào? Tức là nói gì với bản thân vậy như à, bạn sẽ nói tự nhủ bản thân là con sẽ nói là con sẽ làm được, con sẽ làm được, con sẽ tự tin. Rồi ok, thế thì nếu mà để con có sự tin như vậy thì con sẽ cần chuẩn bị cái gì để con có thể tự tin? À, con sẽ viết sẵn bản kịch bản này, con sẽ thuyết trình ở nhà, thuyết trình trước gương, con thuyết trình trước bố mẹ luôn. Wow, tốt. Thế thì kiểu gì con cũng sẽ làm được, đúng không? Đó. Rồi, đấy là 4 bước của lắng nghe tích cực, và chúng ta chỉ cần nhá, các anh chị chỉ cần làm cho tôi đúng 4 bước này thôi. Không cần làm nhiều, làm 4 bước này thôi. Đặc biệt những cái bạn từ ra từ 6 đến 12, những bạn từ 10 tuổi trở đi đến 18 tuổi, chúng ta sử dụng cái chiến lược này, chúng ta dùng với con cái chúng ta rất là hiệu quả luôn. Rồi, khích lệ và nâng cao lòng tự trọng, tự tin và tạo động lực. Rồi, thế thì chúng ta sẽ có cái nguyên tắc, 5 nguyên tắc để củng cố tích cực với việc khen ngợi nhé. Thứ nhất là khẳng định và khích lệ từng việc cụ thể, tức là khẳng định cái việc đấy và khích lệ từng cái việc cụ thể, tức là càng cụ thể chi tiết càng tốt. Thứ hai đó là khích lệ khen cụ thể và gọi tên một cái phẩm chất nào đó, ví như con không đánh bạn khi mà bị bạn trêu chọc chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ khen mình sẽ khen rằng à, con đã không đánh bạn khi bạn trêu con và con đã rất mạnh mẽ và đã giữ được bình tĩnh. Thì cái đấy là cái phẩm chất rất là tốt, đó là giữ bình tĩnh trong các tình huống mà đứa trẻ không có hành động không phù hợp ấy. Đấy, thì mình sẽ gán cho một cái phẩm chất đó vào. Rồi sao? Rồi là phải rất là chân thành, tức là khi khích lệ đứa trẻ phải rất chân thành, và biến lời khích lệ lời khen luôn luôn là một cái cảm xúc tích cực. Tức là gì? Khi mà đứa trẻ được khích lệ được khen thì nó tạo cho đứa trẻ một cái cảm xúc tích cực, thì đứa trẻ sẽ luôn luôn nhớ, chúng ta nhớ này, chúng ta sẽ hay nhớ về cảm xúc hơn là sự kiện, đúng không? Chúng ta hay nhớ về cảm xúc hơn là sự kiện. Sẽ có những cái lúc mà chúng ta làm sao khi có những cái lúc mà chúng ta ví dụ có một cái chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà sao nó có thể khơi gợi một cái suy nghĩ hay một cái cảm xúc nào đó trong những cái trải nghiệm quá khứ, thì có khi nào chúng ta sẽ làm sao sẽ cảm thấy cái cảm xúc nó rất vỡ òa. Nhưng hỏi ra rằng là cái câu chuyện ngày xưa là gì thì chưa chắc chúng ta đã giải thích hay chia sẻ được chi tiết về cái điều đấy ra, nhưng nó sẽ tạo chúng ta cái cảm xúc tiêu cực rất là nhiều. Nên là gì, cái cảm xúc tích cực là một cái gì đó nó củng cố cho cái hành vi tăng lên và sao duy trì cho đứa trẻ sự nâng lên về hành vi tích cực, được không ạ? Và hai nữa là gì, khích lệ làm sao phải ngay lập tức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái một cái ví dụ nữa, xong rồi chúng ta sẽ bật mic lên để chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nhé. Cam 4 tuổi rưỡi này đang học mẫu giáo này, cứ mỗi tuần Cam được phiếu bé ngoan này, ông rất là vui và thể hiện sự khích lệ bằng cách là ông dắt Cam ra cửa hàng tạp hóa mua cho Cam một cái kẹo. Vậy là cứ một cái phiếu bé ngoan này sẽ được một cái kẹo. Đó, rồi theo anh chị thì điều ông nội làm có lợi hay có hại và tại sao?
Đấy, rồi câu thứ hai đó là điều một ngày nào đó vào thứ sáu ca mang về cho ông bốn phiếu vé ngoan một lúc thì anh chị sẽ cảm thấy như nào và sẽ làm gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật mic lên để chúng ta ấy nhá, chúng ta thảo luận nhá. Ba mẹ mà có thể đó là giơ tay để phát biểu và trả lời câu hỏi của diễn giả nhé. Thì em sẽ mời ba mẹ nào giơ tay. Ba mẹ có thể ấn vào nút giơ tay ở trên màn hình nhé, ở chỗ phản ứng ấy ạ. Có nút giơ tay thì ba mẹ có thể click vào đấy. Và em sẽ mời phụ huynh bấm vào nút giơ tay để trả lời câu hỏi này cùng diễn giả. Không biết có phụ huynh nào muốn trả lời câu hỏi này của diễn giả không ạ? Rồi, em có thể mời chị Chử Hiên nhé. Thì không biết là chị Chử Hiên có thể mở mic và trả lời câu hỏi của diễn giả được không ạ? Có vẻ như ba mẹ cô hiện tại đang kiểu em đang tắt mic toàn bộ tất cả các cái ba mẹ trong cái buổi họp ấy, nên là ba mẹ bấm vào nút giơ tay thì em mới có thể click và mời ba mẹ trả lời được. Thì hoặc là ba mẹ có thể chat cái câu trả lời của mình vào trong bốc chat cũng được, thì em và diễn giả sẽ cùng đọc và xem câu trả lời nào nó phù hợp và hợp lý nhất với cái tình huống như ở hiện tại. Ba mẹ có thể chat vào bốc chat ngay luôn đúng không ạ? Rồi thế là mình sẽ Rồi đi thế cái mình sẽ nội đi dung tiếp theo nhá. Xong lát nữa thì có gì là có ở cái phần dạ vâng để mình sẽ đi cái nội dung tiếp theo. ừ Rồi thế thì vâng chúng ta sẽ vào cái ừ à, em thấy mình cái phần sẽ về bốn bước và khích lệ này đã phù hợp và có thể là phụ huynh áp dụng được rồi. Một số về cái phần slide thì em có thể gửi lại thêm cho phụ huynh để đọc các cái phần trước nữa chị. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần FAQ trả lời câu hỏi của các phụ huynh luôn nhé. Cũng có một số phụ huynh đang thắc mắc và có đặt một số câu hỏi. Thì em có Được. thể đọc một số cái câu hỏi luôn thì chị xem nó là có thể giải đáp được không. Có một ba mẹ hỏi đó là trong cái thời gian tạm lắng ấy để tách trẻ ra và ôm và thì ôm trẻ và không nói gì hả cô? Thì cô cho ví dụ được không ạ? Tức là cái sử dụng cái thời gian tạo lắng đúng không? Vâng, đúng rồi, về thời gian tạm lắng ạ. Nhất là đứa trẻ mấy tuổi nhỉ? Mẹ Hương Việt ơi, bé nhà mình tầm bao nhiêu tuổi hả mẹ? 4 đến 5, 4,5 tuổi, chị Trang ạ. Thế thì khi mà mình sử dụng cái thời gian tạm lắng ấy, thì thứ nhất đó là mình để thiết lập được cái này thì mình cũng sẽ cần phải có một cái sự thông tin trước cho đứa trẻ ở những cái bối cảnh trước đó, chứ không phải là cứ đến có tình huống xảy ra là chúng ta lao ra chúng ta tách đứa trẻ ra, thì đúng không ạ? Đó, thế thì thường ấy, khi mà chúng ta sử dụng cái thời gian tạm lắng này này thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện theo các bước. Đó, ví dụ như khi mà chúng ta đứa trẻ nó có cái hành vi, ví dụ như là xem nào, hành vi ví dụ như là hành vi một cái hành vi gì nhỉ, để xem cái hành vi nào dễ ví dụ một tí nào. Ví dụ như một cái hành vi đó là tức giận và đánh bạn đấy, được không? Thế thì khi mà tức giận và đánh bạn ấy, hoặc đánh em ở nhà chẳng hạn ấy, thì là khi mà hành vi đó xảy ra rồi thì chúng ta sẽ chỉ có thể là xử lý cái hệ quả sau khi hành vi xảy ra thôi. Tức là hành vi đó xảy ra rồi và hệ quả sau khi xảy ra, và khi đấy thì chúng ta sẽ tách đứa trẻ ra và nói với đứa trẻ rằng là ok, rồi mẹ quan sát rằng con vừa có hành vi đánh em, và mẹ thì muốn con có thể ở đây trong vòng 3 phút.
Đó, để giữ bình tĩnh. Chỉ thế thôi, và chúng ta không nói nhiều bất kỳ cái gì với đứa trẻ, và chúng ta luôn đảm bảo rằng là cái tạm lắng tách đứa trẻ ra, thì chúng ta sẽ làm sao, sẽ không không phải là cái góc chết nhá. Đó, cũng không cũng không phải là cái góc theo kiểu là sám hối nhá. Chúng ta không không thiết lập cho đứa trẻ cái quy tắc đấy, mà chúng ta là cái góc mà giúp cho đứa trẻ ok giữ bình tĩnh, nhìn nhận về cái hành vi đánh em xảy ra. Sau khi mà hết đứa trẻ 4 phút chẳng hạn, đứa trẻ 4 tuổi hết 4 phút chẳng hạn, thì chúng ta sẽ quay trở lại để nói chuyện và giải quyết vấn đề với bạn đấy, về cái tình huống vừa xảy ra. Ừ. Vì sao? Vì cái việc tách ra là đứa trẻ dừng tham gia các hoạt động đó, và đứa trẻ hiểu rằng à, vì mình có hành động như vậy nên mình bị tách ra khỏi cái bối cảnh đó. Thứ hai, đứa trẻ có thời gian để giữ bình tĩnh. Tiếp đến là đứa trẻ nhận ra được à, tôi có hành vi này nên tôi nhận hệ quả này. Được không? Sau đó khi mà đứa trẻ giữ bình tĩnh được rồi, nhớ nhá, với những các bạn 4 5 tuổi thì chỉ 4 phút thôi, 4 phút thôi, không được lâu hơn, không được để 5 6 7 8 phút. Vì sao? Lúc đấy trẻ hết cái thời gian giữ giữ bình tĩnh được rồi, vĩnh viễn được rồi, thì lại vẫn chưa thấy được giải quyết vấn đề. Và sao? Đứa trẻ sẽ tức giận về việc phải ấy, vậy là đứa trẻ sẽ cảm thấy là góc đấy là góc thì sao, giống kiểu góc bị trừng phạt. Đó, lưu ý trong cái phương pháp này nó sẽ là như vậy. Và từ đó thì chúng ta sẽ sau khi đấy rồi, chúng ta sẽ rồi ok rồi, con đã hết 4 phút, mẹ thấy là con cũng đã có cái sự tuân thủ cái việc đó là các thứ này kia, khen bạn về cái hành vi chấp nhận đó. Thông thường những cái bạn chưa làm bao giờ nhá là sẽ chống đối kháng cự, rồi có khi còn đẩy bố mẹ, đánh bố mẹ đấy. Vì vì chống đối lại cái hành vi đấy ấy. Đó, nên là chúng ta sẽ chúng ta sẽ coi như là sẽ khó khăn, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải thông báo trước với đứa trẻ, tức là trong cái quá trình chúng ta giáo dục ấy. Nói về những cái hệ quả các thứ này kia, những cái hành vi không phù hợp ấy, và cái hệ quả là gì, và chúng ta phải thiết lập một cái góc đấy rồi để cho đứa trẻ hình dung lên được cái đấy rồi, chứ không phải đến lúc đấy chúng ta mới làm đâu. Hai là giai đoạn đầu làm là sẽ có những phản ứng tiêu cực, hành vi tiêu cực của đứa trẻ, và chúng ta sẽ làm theo các bước như vậy. Và sau khi đứa trẻ bình tĩnh xong, sau hết 4 phút rồi, chúng ta sẽ quay trở lại nói chuyện với đứa trẻ về cái tình huống xảy ra, rồi ok hãy nói cho biết chuyện gì đã xảy ra. Đó, bạn sẽ kể rằng là con thế này, rồi ok hãy nói cho mẹ biết rằng là anh đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra, nghe cả hai bên rồi các thứ này kia, xong lúc đấy mình sẽ xử lý tình huống dựa trên cái tình huống đó, được không? Nhưng mà nhá, cái hành vi mà bạn ấy đánh nghe đánh anh chẳng à, đánh em chẳng hạn là hành vi không phù hợp đó, và mình sẽ cần phải cho bạn đấy cái coi như là cái hiểu được cái hành vi đấy là không phù hợp và không được chấp nhận, nhưng mà cái cảm xúc của bạn thì được chấp nhận nhá, ý và suy nghĩ của bạn chấp nhận. Ví như con rất là muốn chơi đồ đấy, con thấy em chơi lâu ơi là lâu mà không cho con chơi, con đã xin em nhiều lần rồi, xong lúc đấy con mới đánh em đó, thì chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ bối cảnh đấy, xong rồi chúng ta sẽ định hướng giáo dục kỹ năng cho con, được chưa? Rồi sang một câu hỏi khác nhá. Em có câu hỏi tiếp theo của bố Phạm Hải Đăng, thì bố có thể mở mic để tương tác với thêm diễn giả nhé. Câu hỏi của bố đó là trong quá trình bố mẹ dạy con thì cảm xúc của bố mẹ khá là quan trọng ý chị. Có cách nào để bố mẹ bình tĩnh khi con làm trái ý hay là có quan điểm khác hay không? Hay mình hay gọi là ương bướng ấy ạ. Trong quá trình bố mẹ dạy con, cảm xúc bố mẹ khá quan trọng. À đúng rồi, à, cảm xúc của chúng ta rất là quan trọng, vì chúng ta cũng cảm thấy bực mà, chúng ta cũng cảm thấy rất là tức giận mà, thì chúng ta cũng cảm thấy thất vọng mà, chúng ta cảm thấy đổ vỡ mà. Và chúng ta sao, con cái thường là chúng ta rất là yêu thương đúng không, chúng ta tạo điều kiện, và chúng ta cũng muốn là con cái chúng ta phải là đạt những cái kỳ vọng này kia, nên là khi mà con cái chúng ta không làm theo các thứ này kia thì chúng ta cũng cảm thấy rất là thất vọng, rồi cảm thấy bực tức, rồi cảm thấy đau khổ. Thế thì cái cách mà chúng ta nhưng mà cái chính nó là gì, nếu mà chúng ta giữ cái cảm xúc này thì nó sẽ thôi thúc đến cái hành động của chúng ta. Ừ, tức là gì, khi mà tôi cảm thấy tức giận thì thôi thúc hành động của tôi là tôi phải quát cho nó một trận, tôi phải đấy, vậy là do cảm xúc của chúng ta sẽ thôi thúc hành động của chúng ta, và khi mà thôi thúc hành động ra thì đồng nghĩa việc con cái chúng ta thì lại không làm theo cái mà chúng ta muốn, đúng không ạ? Đó, nên là gì, cái cách đó chính là ok, chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy khó chịu như vậy nhá, một là chúng ta sẽ phải giúp cho chúng ta bình tĩnh trước, thì chúng ta sẽ có nhiều cách khác nhau. Ví dụ mình có thể làm sao, phải hít thở một hai hơi đó, nếu mà mình cảm thấy giữ bình tĩnh được rồi mình sẽ quay trở lại giải quyết vấn đề, hoặc là mình có thể uống một cốc nước hay gì đó chẳng hạn, có rất nhiều cách khác nhau, mỗi chúng ta chỉ có một cách khác nhau. Hai là gì,
chúng ta sẽ đặt câu hỏi lại cho chính mình, ok, thế mình muốn gì trong tình huống này nhỉ? Thì lúc đấy mình sẽ biết là ok, tôi muốn gì của con tôi trong bối cảnh này, tôi sẽ biết ứng xử ra sao trong cái tình huống đấy để giải quyết vấn đề với con mình. Chứ không phải khi con mình nói không với mình cái là mình tức lên rồi mình sẽ định gì đó, thôi thúc cái việc đó là mình có thể mắng cho một trận chẳng hạn. Thế thì khi lúc đấy mình chỉ cần giữ bình tĩnh 1 đến 2 nhịp, sau đó mình sẽ quay trở lại đó là mình sẽ quay trở lại đó là quay trở lại đó là mình sẽ đặt ra câu hỏi cho mình, ok, thế mình muốn cái gì trong tình huống này nhỉ? Cái gì là cái mình muốn thực sự trong tình huống này? Thì lúc đấy mình sẽ trình bày với con mình và mình sẽ nói chuyện, không phải trình bày mà mình sẽ nói chuyện với con mình theo các bước. Thì nó sẽ có những cái cách thức để chúng ta giải quyết vấn đề. Nó có cái kỹ thuật trong giải quyết vấn đề từng bước một. Nhưng mà nếu mà bố mẹ mà đang có cái căng thẳng như 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 tôi đang cảm nhận thì bố mẹ đang có cái căng thẳng ấy. Căng thẳng trong việc đó là làm nào mình cảm thấy ổn hơn ý, với chính con cái của mình nữa, rồi những cái vấn đề khác nữa, thì cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cha mẹ ở lúc này là rất cần thiết. Thì chắc là mình sẽ quay trở về mình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mình cảm thấy ổn, lúc đấy mình mới có thể giữ bình tĩnh để mình làm việc với con cái được. Rồi Vâng, có em cảm ơn chia sẻ của chị. Có một số phụ huynh đã phản hồi cái câu hỏi lúc nãy của bé trường hợp của bé Cam ấy. Thì có hai phụ huynh đã phản hồi, thì chị xem cái cách xử lý và cái trường hợp như vậy thì nó có hiệu quả hay không ạ? Về Và rồi. các cái quan điểm của ba mẹ nó như nào? Đối với trường hợp của bé Cam thì ông nội làm như vậy ban đầu sẽ tạo cho bé có động lực phấn đấu để đạt được phiếu bé ngoan. Điều đó là có lợi. Tuy nhiên, để lặp lại như vậy sẽ tạo thành thói quen xấu cho trẻ. Sau này, bé có thành tích gì cũng đòi quà, nếu không thì sẽ không làm. Vào tốt quá. Em nghĩ là cách làm của ông như vậy lâu dài sẽ có hại hại cho cháu, vì nó hình thành suy nghĩ sai lệch cho cháu, chỉ tập trung vào kết quả nhận nhận được phiếu bé ngoan là được kẹo mà không quan tâm đến quá trình nỗ lực của cháu. Hình thành thói quen chạy theo thành tích và dễ dẫn đến hành vi tiêu cực, dối trá. Chuẩn đấy, tốt quá. Phụ huynh và có thể lấy bé ngoan của bạn về để nhận được nhiều kẹo hơn, hoặc cháu sẽ bị tâm lý tiêu cực nếu không phiếu ngoan, không được kẹo, sẽ không học. Thay vào đó chỉ cần khen là đủ, cháu làm tốt, hay hành động like khen ngợi cháu, nếu nói cháu đã rất cố gắng ấy, thì sẽ tốt hơn về lâu về dài, đúng không? Lâu lâu vui cũng phải có thưởng nhưng mà không lạm dụng. Tốt quá rồi. Hai câu trả lời này kết hợp với nhau thì chị không cần phải thêm thông tin gì cả, quá đầy đủ. Rồi mình có đặt thêm câu hỏi không ạ? Hôm nay tôi bị cháy giáo án thế này. Đấy, vì cái tiếp cận kỷ luật tích cực này nó cũng là một cái mới, nó liên quan thay đổi cha mẹ chứ không phải thay đổi trẻ con. Nên đôi khi là cũng sợ là bị thực ra mình cũng hơi bị tham ấy. Bị Dạ tham nội vâng, dung. với các nội dung trong buổi thì bên Chích Chích sẽ có gửi lại cho ba mẹ qua Zalo về cái slide chương trình ấy, để cho ba mẹ có thể đọc lại và xem lại các cái nội dung mà chị Trang đã chia sẻ. Thế thì cảm ơn tất cả các chia sẻ của chị Trang, rất là hữu ích và bổ ích đối với ba mẹ. Mặc dù có hơi cháy giáo án một tí thôi, nhưng mà cũng là cái trên tinh thần đó là có thể chia sẻ để ba mẹ hiểu hết, cũng như là mong muốn ba mẹ có thể hiểu được những cái phần hơi có thể nó sẽ hơi khó, nhưng mà nó sẽ là cả quá trình lâu dài. Nuôi dạy con thì nó không hề dễ dàng, nhưng mà nếu mà mình biết cách và áp dụng được cái phương pháp thì cái quá trình nuôi dạy con nó sẽ diễn ra một cách đó là vui vẻ, và nó sẽ giúp cho các bạn bé nhà mình phát triển về cả phần tinh thần này, thể xác, và cả về cái tư duy, và các con có thể chủ động trong các cái hành động của mình nữa. Thế thì đối với các cái phụ huynh mà tham gia buổi đào tạo của Chip Chip ngày hôm nay thì training Sorry em hơi bị nhầm một chút. Cái buổi workshop của Chip Chip ngày hôm nay thì Chip Chip cũng muốn đó là dành tặng một phần quà cho tất cả các cái phụ huynh đã tham gia các cái buổi workshop này, đó là mỗi phụ huynh sẽ được dành tặng đó là một buổi học thử và đánh giá trình độ tiếng Anh cùng với giáo viên nước ngoài của Chip Chip, và ba mẹ sẽ đăng ký qua link, thì cô Duyên sẽ gửi lại cái link ở trong nhóm Zalo để ba mẹ có thể đăng ký.
Về cái phần tiếp nữa đó là Chip Chip có thêm một phần quà, đó là dành cho 30 phụ huynh đăng ký sớm nhất của cái chương trình ngày hôm nay thì sẽ giành được đó là học bổng 35% khóa học của Chip Chip. Thì Chip Chip sẽ trực tiếp liên hệ và gửi tới khóa học tới học bổng tới các phụ huynh và hỗ trợ cho phụ huynh cái học bổng này. Bên cạnh đấy thì không biết là các phụ huynh ơi, mọi người có biết cái phần cuối của chương trình chúng ta có một cái tiết mục gì cực kỳ là đặc biệt không ạ? Có ai biết không ạ? Chắc là bốc chat giúp em được không ạ? Có ai biết mình có một cái chương trình gì rất đặc biệt mà đã được giới thiệu trong các bài truyền thông của Chip Chip về workshop ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, em thấy có phụ huynh đã trả lời và đang rất là chính xác. Em có thêm cái phần thông tin một chút, đó là không biết là các phụ huynh có biết ngày hôm nay là một ngày đặc biệt gì không ạ? Có ai biết hôm nay là ngày gì không ạ? Mọi người có thể chat vào bốc chat nhé. Ừ, có lẽ có vẻ là một câu hỏi khá là khó đối với tất cả các phụ huynh. Ngày của bố mẹ hả cô? À, ngày hôm nay thì không phải là một ngày gì quá đặc biệt và vẫn thường ngày như các ngày khác. Tuy nhiên đặc biệt ở đây đó là có workshop của Chip Chip cùng với diễn giả đó là thạc sĩ Đỗ Minh Trang để chia sẻ cho ba mẹ cách đó là kỷ luật tích cực trong gia đình cho các bạn độ tuổi đó là từ 3 tới 15 tuổi. Thế thì để cho các phụ huynh có thể có thêm một cái phần quà nho nhỏ để dành tặng cho các con chẳng hạn thì Chip Chip có thêm một cái phần mini game để dành cho các ba mẹ đã tham gia cái buổi workshop rất là nhiệt tình cho đến cuối chương trình ngày hôm nay. Thế thì bây giờ em sẽ show cái phần mini game luôn và để cho chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào cái phần mini game luôn nhé. Rồi, mọi người đã thấy cái phần slide chia sẻ của em chưa ạ? Rồi, các phụ huynh đã thấy rồi đúng không ạ? Thế thì em sẽ đọc cái thể lệ luật chơi của mini game trong buổi ngày hôm nay. Đó là sau khi em đọc câu hỏi xong và thì sẽ đọc cái hiệu lệnh đó là 3, 2, 1 bắt đầu. Thì lúc đấy các phụ huynh mới bắt đầu trả lời vào trong bốc chat. Và khi mà sau khi đọc hiệu lệnh thì câu trả lời mới bắt đầu có hiệu lực. Những phụ huynh mà trả lời trong cái lúc em đọc câu hỏi hoặc trước khi em nêu cái hiệu lệnh ra thì sẽ không được tính. Và phụ huynh nào trả lời nhanh nhất sẽ có cơ hội đó là nhận được cái phần quà đến từ Chip Chip. Có thể là có 3 phần quà ở bên dưới. Thứ nhất là cái túi đựng bút này, thứ hai đó là ống nhòm, thứ ba đó là sổ tay ma thuật cho các con và sẽ là một trong 3 phần quà này thì Chip Chip sẽ gửi tới ba mẹ. Thế thì ba mẹ hãy nhớ đó là đúng và nhanh nhất. Đối với mỗi ba mẹ thì sẽ có một cơ hội được nhận quà và nếu mà ba mẹ được nhận quà ở câu hỏi trước thì nếu mà câu hỏi thứ hai ba mẹ trả lời nhanh nhất thì sẽ nhường cơ hội cho người thứ hai. Thế thì mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu mini game chưa ạ? Mọi người hãy chat vào trong bốc chat giúp em nhé. Nào, gõ chữ sẵn sàng giúp em nào. Rồi, mọi người hãy gõ chữ sẵn sàng giúp em nào. Rồi, em đã thấy rất nhiều phụ huynh sẵn sàng rồi và không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu mini game với câu hỏi đầu tiên luôn nhé. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Ý nào sau đây đúng khi nói về kỷ luật tích cực? A là giải pháp ngắn hạn để phát triển việc tự xây dựng kỷ luật cho con. B là giải pháp tạm thời để phát triển việc tự xây dựng kỷ luật cho con cái. Và C là giải pháp dài hạn để phát triển việc xây dựng kỷ luật cho con. Bây giờ em sẽ nêu khẩu hiệu nhé. Xong rồi mọi người hãng chat này. Nếu mà chat trước thì sẽ không được tính. À em thấy có rất nhiều phụ huynh đã chat câu trả lời trước rồi. Tuy nhiên thì em sẽ không tính ngay khi em sau khi em đọc khẩu hiệu thì mới được tính nhé. Câu trả lời của chúng ta 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, em đã nhận được rất nhiều câu hỏi của phụ huynh. Câu trả lời đồng nhất đều là đáp án C và cũng không không chần chờ gì hơn nữa, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Đối với cái phần về kỷ luật tích cực trong gia đình thì nó là một cái giải pháp dài hạn và để phát triển cái việc xây dựng kỷ luật cho con cái. Thế thì phụ huynh trả lời câu hỏi này chính xác và trả lời nhanh nhất vào trong phần bốc chat. Em check được ngay đó là phụ huynh Trần Thu. Em sẽ liên hệ qua Zalo với chị nên là chị sẽ tham gia ở trong group câu lạc bộ ấy ạ.
thì sẽ kết bạn Zalo với của em, thì sau đấy em sẽ gửi phần quà này đến mình sau nhé. Rồi em sẽ đi sang câu hỏi thứ hai. Mọi người đã thấy sẵn sàng và bắt đầu kích hoạt rồi sang câu hỏi thứ hai chưa ạ? Không biết là phụ huynh nào sẽ có cơ hội nhận phần thưởng thứ hai đây ạ? Rồi em sẽ bắt đầu ngay và luôn nhé. Rồi câu hỏi thứ hai, nguyên tắc áp dụng hệ quả logic đó là gì? A. Liên quan, tôn trọng, hợp lý. B. Tôn trọng, công bằng, hợp lý. C. Liên quan, công bằng và hợp lý. Rồi, rút kinh nghiệm từ câu 1 thì em thấy có rất nhiều phụ huynh chưa trả lời ngay mà đang gõ sẵn sàng ở trong cái phần bốc chat để chờ em đọc khẩu hiệu sau đấy thì mới chat vào rồi. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trả lời. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow, câu hỏi này có vẻ là hơi hóc búa so với câu hỏi nhất, bởi vì em thấy là có rất nhiều đáp án, có từ A, C, B luôn, đầy đủ các đáp án luôn. Không biết là đáp án nào thì mới là câu trả lời cuối cùng chính xác nhỉ? Còn phụ huynh nào chưa trả lời không ạ? Thì nhanh tay chắc vào bấm chat nhé. Rồi, thế thì ngay bây giờ em sẽ công bố cái câu trả lời cho cái câu hỏi này luôn nhé. Nguyên tắc để áp dụng cho hệ quả logic đó chính là liên quan, tôn trọng và hợp lý. Nếu chúng ta vi phạm một trong ba nguyên tắc này thì sẽ không áp dụng được trong cái việc đó là kỷ luật tích cực cho con. Thế thì phụ huynh trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi này đó là chị Lương Thị Thúy, và đấy là phụ huynh trả lời đúng câu hỏi thứ hai của chúng ta. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng và chuẩn bị đến câu hỏi cuối cùng của mini game ngày hôm nay, đó là câu hỏi thứ ba. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi em sẽ bắt đầu luôn nhé. Rồi, câu hỏi thứ ba của chúng ta đó là trụ cột của kỷ luật tích cực là gì? A. Kết nối ấm áp, an toàn. B. Kết nối ấm áp, hướng dẫn. C. Là hướng dẫn và an toàn. Thế thì không biết là câu hỏi này thì có làm khó được phụ huynh không ạ? Rồi, mọi người từ từ nhé, em chưa hô khẩu hiệu này. Đây, em sẽ hô khẩu hiệu và mọi người trả lời ngay vào trong bốc chat nha. 3, 2, 1, bắt đầu! Rồi, em nhận được rất nhiều câu trả lời và mọi người chỉ cách nhau tích tắc thôi ạ. Đúng rồi, chỉ cách nhau tích tắc thôi. Câu này thì cũng có một số phụ huynh có thể bị nhầm lẫn một đôi chút và có cả đáp án A, B, C luôn. Đấy, thế thì phần đông là đáp án B. Mọi người có nghĩ là cái đáp án B phần đông chính là đáp án đúng không ạ? Hay là những cái câu trả lời mà thường đi lại ngược so với số đông thì mới là đáp án chính xác ạ? Mọi người có nghĩ là đáp án A hay là đáp án B hay đáp án C mới là chính xác không ạ? Đáp án B là lựa chọn nhiều nhất. Thế không biết là có phải là đáp án B không nhỉ? Em thấy có một phụ huynh đó là phụ huynh Khánh Ngân comment cả ba đáp án luôn, sau đấy thì quyết định chọn đáp án C là đáp án chính xác đấy, B A C luôn. Rồi thế thì em sẽ công bố ngay luôn cái đáp án để mọi người không cần chờ đợi lâu hơn nữa. Cái trụ cột của kỷ luật tích cực đó chính là đáp án B, là kết nối ấm áp và hướng dẫn. Có nghĩa rằng đó là trong gia đình thì chúng ta phải có kết nối giữa ba mẹ và con cái để cho con cái thấy được đây là một cái môi trường an toàn này, lành mạnh này và được tôn trọng, yêu thương. Còn cái thứ hai đó là có nghĩa là cái vấn đề về an toàn nó nằm trong ở cái phần kết nối ấm áp. Còn cái phần hướng dẫn thì có nghĩa là ba mẹ đưa ra các cái chỉ dẫn này, các cái hướng định hướng cho con, nhưng mà để con có thể là hiểu rõ được cái phần các cái vấn đề và giúp cho con đó là hiểu rõ và lựa chọn cái nào là đúng đắn, cái nào là sai. Thế thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, và phụ huynh trả lời đúng của câu hỏi này đó là phụ huynh tên là Phát. Em xin chúc mừng ba phụ huynh đã trả lời đúng và giành được cái phần thưởng cho con trong buổi chương trình ngày hôm nay. Ba phụ huynh thì em xin sẽ kết nối qua Zalo để gửi tới phần quà. Thì chắc là ba mẹ đã tham gia group của câu lạc bộ Chip Chip hết rồi đúng không ạ? Thế thì em sẽ nhắn tin vào đấy và ba mẹ hãy gửi cho em cái thông tin qua Zalo riêng inbox với em nhé. Phần quà sẽ được gửi tới các con trong vòng đó là tuần này và tuần sau ạ, thì ba mẹ sẽ nhận được phần quà. Thế thì buổi workshop của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Mỹ Duyên xin cảm ơn một lần nữa tới toàn thể các quý phụ huynh đã tham gia đến những giây phút cuối cùng. Về cái phần slide bài giảng, cô sẽ gửi qua Zalo cho phụ huynh để có thể theo dõi lại và xem các cái vấn đề mà chị Trang đã chia sẻ, cũng như là như cô Duyên đã chia sẻ là 30 phụ huynh đăng ký sớm nhất thì sẽ nhận
nhận được học bổng 35% đến từ Chip Chip thì Chip Chip sẽ trực tiếp liên hệ với các phụ huynh này. Đặc biệt hơn nữa là các phụ huynh đã đăng ký tham gia chương trình đều sẽ có cơ hội đó là nhận được một cái buổi học thử miễn phí và trải nghiệm đánh giá trình độ cho con của mình với giáo viên nước ngoài của Chip Chip. Thì Chip Chip sẽ gửi cái link đăng ký này vào group Zalo. Nếu ba mẹ có nhu cầu đang tìm hiểu chương trình tiếng Anh cho con hay là muốn tham gia cho con test thì hoàn toàn có thể tham gia cái buổi miễn phí này. Em xin chào và tạm biệt và chúc tất cả các phụ huynh một buổi tối đó là ngủ ngon ạ.